Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Chức nghiệp thế thân, tên tiếng Anh là Miss Ten. Công việc của Joy là diễn viên đóng thế, làm những việc mà người khác không dám làm, ý là đóng thay cảnh nguy hiểm cho diễn viên nổi tiếng đó các bác. Và cảnh quay lần này là đua xe trên đoạn đường núi nguy hiểm, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đang phi như bay trên con xe Honda đến đoạn trượt bánh, nhìn ngầu như trái bầu thì đứt dây an toàn khiến Joy ngã xuống vực sâu. Sau cú ngã đó còn tưởng đi gặp Diêm Vương rồi chứ, nhưng tiếng bà nào ồn ào quá làm Joy tỉnh giấc. Lạ thật đấy, mẹ Joy đã mất từ lâu mà ở đâu lại xuất hiện một bà mẹ nữa vậy? Nghe như sét đánh ngang tai, bác sĩ bảo Ray đã nằm hôn mê 2 năm nay rồi. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn sang bên cạnh soi gương mà thấy cái mặt thằng nào đẹp trai thế, mà không phải là mình. Joy giật mình ngạc nhiên không biết mình đang nằm trong cơ thể ai nữa. Nhưng may mà nó đẹp trai nên mới được an ủi phần nào. Chắc sau cú ngã đó, ông Diêm Vương chấm nhầm sổ đầu bài, vì hai ông này cũng tên Joy, nên linh hồn Joy đóng thế mới lạc nhầm thể xác của Joy này. Đang còn suy nghĩ không biết cái thân xác của mình đang ở đâu thì tình cờ gặp ngay người quen cũ là anh. Hỏi ra mới biết Joy đã rơi xuống vực 2 năm nay, mất tích không tìm thấy xác. Một tháng sau, Joy được xuất viện thì nhìn thấy cái hình ảnh quảng cáo, có vẻ là người quen. Nhưng anh nói, người này chỉ mới vào giới giải trí nửa năm thì làm sao Joy quen được. Joy tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng kỳ lạ thay, không có ai nhắc tới vụ rơi xuống vực của Joy. Được mẹ Ninh chăm sóc chu đáo từng chút một, ăn bát cháo mà Joy xúc động. Joy hỏi có phải mẹ đổ nhiều tiền vào Joy trong 2 năm qua đúng không? Mẹ Ninh nói trước kia được sống trong điều kiện tốt hơn bây giờ nhiều và mẹ cũng có một số tiền tiết kiệm. Giờ thì số tiền đó cũng cho mấy ông bác sĩ hết rồi. Nhưng quan trọng là Joy khỏe mạnh là được. Joy cảm ơn mẹ Ninh vì đã đưa Joy trở lại. Vậy là Joy quyết định từ giờ sẽ chăm sóc mẹ Ninh và chấp nhận làm thế thân cho Joy con trai thật của mẹ. Joy tìm đến công ty của anh để xin việc làm. Kiếp trước là người đóng thế mà trùng sinh ngay vào anh Joy làm người mẫu, nhưng có biết diễn người mẫu gì đâu nên thôi Joy xin làm công việc hậu trường để ổn định hơn. Đúng lúc anh có việc gấp nên gửi im đưa Ray đến đội hậu trường. Nghe trước kia Joy làm người mẫu mà anh Do không tin vào tay nghề, thế để Joy thể hiện tài năng khiến anh Do lắc mắc. Joy nói trước kia có phụ bạn làm việc nên có biết chút ít. Im chạy tới thông báo quảng cáo của Minh sẽ quay trong hôm nay, nghe nhắc tới Minh mà đầu óc Joy choáng váng ngay, Joy liền tìm cớ xin về nhà nghỉ ngơi. Đang trên đường về thì lại gặp Minh ngay trước cửa thang máy. Chuẩn bị bước ra thang máy thì Minh giữ tay Joy lại hỏi có quen biết nhau trước đây không. Đương nhiên là dưới hình dạng này thì không quen biết rồi, Joy nói Minh nhận nhầm người rồi bỏ đi. Nhưng mà thật ra thì Joy đã có mối quan hệ với Minh từ 3 năm trước. 3 năm trước khi Joy đang trang điểm để chuẩn bị cho vai diễn, vì bóng lưng nhìn giống tong quá nên Minh chạy tới ôm Joy từ đằng sau. Bốn mắt nhìn nhau mới biết nhận nhầm người, vậy là Minh giật mình buông tay ra. Minh hỏi Joy là ai, thì là diễn viên đóng thế của anh tong đó, tự nhiên chạy tới ôm người ta mà hỏi câu vô duyên thế. Joy hoàn thành cảnh quay thì mới gặp tên tong đến. Thấy tong đến Minh liền đến chào hỏi, Minh đã tốt nghiệp nên muốn về đây kiếm gì làm. Minh trách tong không qua thăm mình, bắt tong mời một bữa ăn nhưng tong tìm cớ từ chối nói cảnh quay phải đến tối nên không có thời gian. Mất công đến tìm mà không được chào đón cho lắm nha. Thấy Minh đang đứng đợi xe, Joy đi qua liền có ý tốt muốn đưa Minh về. Minh từ chối nhưng khi Joy bảo trời sắp mưa khó gọi xe thì Minh liền nhờ Joy chở tới tàu trên không để đi đến chỗ chị gái. Không khí trên xe có vẻ ngượng ngùng, nhiệt độ nam cực cũng không lạnh bằng thái độ của Minh. Joy hỏi gì thì Minh cũng chỉ gật đầu trả lời cho có. Nói chuyện với tên này nhạt thế, để em ship chai nước mắm Nam Ngư Chin Su 90 độ đạm cho đỡ nhạt nhé. Đúng lúc đó, Tong gọi đến bảo tổ chức tiệc chào đón du học sinh mới về, nhưng khi thấy mặt bánh bèo may, bà chị ruột của mình, là Minh tắt máy luôn. Đúng là thằng em cờ hó mà. Mình nói mình đổi ý rồi, Joy muốn đưa đi đâu cũng được. Thấy Joy ngập ngừng mãi không chọn được địa điểm, vậy là Minh nói không biết đi đâu thì về nhà anh cũng được. Được em trai bật đèn xanh là anh Joy sướng dân người mà bật nhầm cần gạt xe luôn. Kèo này coi bộ ngon cơ mà nha. Phòng của Joy thì ngay trên sân thượng, mới quay lại định nhắc Minh cẩn thận hơi tới đấy thì Joy đụng vào Minh. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, lao vào hôn nhau, làm thịt nhau thôi. Còn gì cay hơn súng đã lên nòng mà đứa nào cũng muốn bắn, có cái ba con sói mà thằng nào cũng muốn dùng làm Joy phải xác nhận lại. Ơ thế Minh là top à? Chán đời chưa chứ? Chắc Joy tưởng sẽ có một đêm được bắn pháo hoa trên giường hết công suất mà gặp nhầm đối tượng rồi. Hai thằng top với nhau thì mần ăn gì được trời. Quá là đau lòng mà. Minh cười khẩy, rồi nằm ra giường, định đi về thì Joy nói chơi sắp mưa rồi ở lại cũng được. Joy trổ tài đầu bếp nấu mì hào hảo chua cay hai trứng cho Minh ăn. Minh nghĩ chắc nhiều bót dâm đến phòng Joy lắm. Nhưng Joy than mình ế lâu năm, cả năm mới bắn pháo hoa được vài lần, tuy nhiên cũng chữ ba con sói phòng hờ để được dùng một bữa cho đã cáo nhưng mà nay xui, rước ngay một top về nhà. Lại còn suýt bị Minh cướp dùng nữa chứ. Minh xin phép Joy là tối nay được ngủ lại đây nha. Rồi chủ nhà gì mà mê trai thế, nằm đất để cho khách nằm giường. Minh rủ Joy lên ngủ cùng, Joy từ chối khiến Minh phải dùng biện pháp mạnh, hay để em xuống nằm với anh. Vật lộn với nhau bấy lâu giờ Minh mới chịu giới thiệu tên cho Joy biết. Kiểu này Joy thắc mắc không biết sáng mai có còn thấy Minh không. Anh Joy sợ gặp phải kẻ sở khanh tình một đêm đây mà.
Nhưng Minh nói mình không làm vậy với bạn tình đâu, mà hai đứa chưa là gì của nhau cả, đã được làm ăn cái nào đâu mà là bạn tình cơ chứ. Duy nói thật ra mình không quan trọng vị trí lắm đâu, anh có thể làm boss em à, chỉ có điều là anh chưa bao giờ thử thôi. Thế là Minh suýt trở thành người đầu tiên của Duy rồi à? Nhưng Minh nói Duy nên giữ gìn cho người nghiêm túc đi, đừng có đánh mất với người như Minh. Duy hỏi, nhìn người như Minh chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng Minh không muốn nói gì thêm mà kêu buồn ngủ. Quất một giấc tới sáng mà tìm sang bên cạnh thì đã không thấy Minh đâu rồi. Vậy mà tối qua bảo không làm vậy với bạn tình đấy. Ngủ ké nhà người ta một đêm mà bỏ đi không thèm chào hỏi gì cả. Đã bảo đừng tin vào lời nói của đàn ông rồi mà không nghe. Mà có chắc thằng Minh là đàn ông, cái đó phải xem lại nha, chứ át là át thấy nó đờn bà chất miệng. Anh Duy nam tính hơn nhiều. Minh xách vali về nhà, đang muốn nghỉ ngơi thì gặp Tong, kêu tối nay chị May đi làm việc nên Tong sẽ là chủ sự mời Minh một bữa. Minh đi ăn với Tong mà bị bà May gọi đến giục Tong về sớm. Vậy là Minh kêu Tong về trước còn mình tự về được. Nhìn bóng lưng của Tong mà Minh lại nhớ đến bóng lưng của Duy khi nấu mì cho mình. Vậy là Minh gọi ngay Duy đến. Duy vừa hoàn thành xong công việc, thấy Minh gọi cái là liền chạy đi theo tiếng gọi con chim. Đến nơi thì thấy Minh đang say ngất ngưởng rồi. Nhìn cái thái độ Minh sao bố láo bố lêu thế, nhưng mà Duy vẫn lao đầu vào. Kỳ này khổ rồi anh ơi. Duy nói còn tưởng Minh quên mình rồi chứ, còn cái vẻ mặt của Duy thì nhìn là biết không thể quên được Minh rồi. Cái mặt là biết mê em lắm rồi đây. Đầu bếp ra kêu gọi món, nhìn thấy Duy còn chưa chọn được nên ăn gì thì Minh liền cưỡng hôn Duy ngay, làm anh đầu bếp đứng hình tại chỗ, tự nhiên được hai anh BD cho ăn cơm chó miễn phí vậy. Được em tóc hôn nên thích lắm đúng không? Miệng anh Duy cười tủm tỉm nhìn trông xinh thế nhỉ. Kiểu này là đam mê làm bót lắm rồi đây, làm bót một lần là bị ghiền nha anh trai. A hi hi. Raider Minh về nhà, để Minh ở sofa còn Duy thì đi tắm, Minh liền đi theo sau, nhìn thấy bóng lưng của Duy mà Minh lại nhớ đến Tong. Ơ sao cứ nhìn lưng anh này nhớ ra anh kia vậy? Thế là Minh đến hôn lưng của Duy, làm Duy phải cản ngay lại. Minh nói biết ngay mà, sao Duy lại cho Minh giọng xà cừ chứ? Vậy là Duy nói, nếu người đầu tiên của mình là Minh thì Duy thấy không thành vấn đề. Ý là vì em mà anh chấp nhận nằm dưới cho em đồ đà, giọng xà cừ các kiểu đấy hả? Vậy là Minh được nước làm tới, hôn Duy tới tấp từ trước ra sau, cả hai lao vào nhau đấu kiếm, bắn súng bắn chéo các kiểu. Sau khi chuyển từ top thành boss thành công, sáng mở mắt ra, được nằm trong vòng tay em Minh, Duy sung sướng lắm, còn tưởng đang trong giấc mộng mà không biết được rằng đây chính là cơn ác mộng và người này sẽ khiến Duy phải chết. Mới sáng mở mắt ra đã hỏi em muốn ăn gì rồi. Cái này người ta gọi là chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đấy các bác ạ. Minh hỏi hôm qua anh đưa em về à? Ờ, thì định đưa Minh về nhà nhưng Minh say quá, không biết nhà Minh ở đâu nên Duy đưa về đây. Minh hỏi lại chuyện xảy ra tối qua, nhìn thế này mà không biết gạo đã nấu thành cơm rồi à? Minh xin lỗi nhưng Duy nói không sao, quan trọng Minh có ok không thôi. Ở đâu kiếm được một anh thụ quan tâm lo lắng cho suy nghĩ của bố như thế này các bác nhỉ? Thường mấy bà boss đau thì sẽ dừng lại, còn anh Duy này thì làm cho Minh sướng là anh ấy bất chấp. Nhưng đêm mặn nồng đầu tiên của Duy mà Minh nói không nhớ gì chứ, thế này thì phải làm lại cho nhớ nha. Nhưng mà Duy chợt nhớ ra mình có cảnh quay buổi sáng, nên liền phi như bay mặc đồ vào chuẩn bị. Minh hỏi Tong có đến phim trường không, nghe Duy nói có đến, vậy là Minh đòi đi theo liền. Vì trai mà kết quả là đi làm muộn mất nửa tiếng, Minh nói Duy không được nói với ai về đêm mặn nồng tối qua, Duy thì cười đùa bảo nói cũng không ai tin đâu. Nhưng khi Minh cương quyết nói đó là thật đấy, thì anh Duy tắt ngay nụ cười trên môi. Khiếp Minh làm gì mà căng thẳng thế? Đến cảnh quay cứu nữ chính dưới nước thì Tong đòi phải có người diễn thay, ông đạo diễn cũng tức lắm nhưng không làm gì được thằng này vì nó là sang hạng A mà. Thế là đành phải bảo Duy diễn thay luôn vậy. Khi diễn cảnh quay thì Minh chăm chú nhìn sự chăm sóc ân cần của Duy dành cho nữ chính. Nhưng cái đập vào mắt em là hồ bơi có mét rưỡi thì nhảy xuống cứu làm gì vậy nhỉ? Duy đang trang điểm thì nhìn thấy cảnh tình tứ của Tong và Minh mà buồn sâu sắc. Mới vừa chăm sóc cho trai khác xong mà cũng gọi Duy ra làm gì chứ? Minh hỏi có phải Duy là bisexual không? Sao mà chăm sóc tốt cho bà nữ chính thế? Duy nói mình chỉ thích con trai, còn với bánh bèo thì như tình chị em thôi. Vậy là Minh lại cà khịa, thế nên Duy mới thân thiết với thợ trang điểm à? Ờ thì là Duy rủ im vào làm cùng mà. Bực mình, Duy hỏi Minh cũng trông có vẻ thân thiết với anh Tong, có phải Minh thích anh Tong không? Minh bảo Tong là người yêu chị gái của Minh nên bớt ăn nói xả lơ lại. Duy trêu chị gái Minh giỏi chiếm được chồng quốc dân làm của riêng mình nhưng thái độ của Minh lại khó chịu. Ê em là đòi quyền lợi cho anh thụ nha, sao ở bên Duy thì mặt cứ sát khí đùng đùng mà Minh ở bên cạnh Tong thì miệng cứ cười tới mang tai thế? Dù Tong ăn cơm nhưng Tong nói có hẹn với May vậy là Minh phải thẫn thờ đi về. Đúng là không gì bằng tình yêu, vừa bắt bọn đàn em tập luyện cực khổ mà thấy Minh đến là mặt lật bánh tráng vui như mở hội vậy. Còn tưởng đến tìm nhau làm gì, mà chưa gì Minh đã hỏi nhà vệ sinh ở đâu, rồi bắt Duy dắt mình đi. Em nghe là có mùi gì đen tối rồi đây. Y như rằng, vừa vào nhà vệ sinh là đã khóa cửa đòi cưỡng hôn anh Duy ngay rồi, nhưng Duy cản lại bảo lát nữa còn phải dậy tiếp. Thế là Minh giở trò làm nũng một cái khiến anh Duy đã đổ gục luôn rồi. Nhảy vào làm một trận ngay cho nóng thôi nào, có vẻ như Duy rất thích thú khi được làm bót lắm thì phải, nhìn biểu cảm anh chàng kia, chắc là sướng lên tận óc o, rồi hắc xì hơi vỉ lên tới đỉnh. Ngộ ghê nơi ta ơi. Hết làm ở nhà vệ sinh là lại về phòng, Duy hỏi Minh thích ở tư thế phía sau à mà lúc nào cũng chỉ một tư thế này vậy. Chén nhau chưa đủ hay sao mà Minh vẫn còn nhảy vào đòi Duy thêm hiệp nữa.
Mặc cho Duy Văn xin tha cho anh đuối quá rồi nhưng Minh nhất quyết không tha, thế là Duy phải hắc xì hơi cả đêm á cả nhà, rõ khổ cho kiếp nằm dưới mà. Sáng ra là nấu đồ ăn sáng cho em ngay, vậy thì để em pha cà phê cho anh vậy. Hôm nay Duy rảnh nên hỏi Minh muốn đi đâu không, nhưng Minh kêu nhà đang rối rắm nên muốn tránh ở đây vài ngày. Vậy mà khi Duy trêu đùa, nói hay là Minh ở hẳn đây cũng được mà Minh mặt đằng đằng sát khí làm Duy tắt hứng liền. Có tình yêu cái là đối xử với đàn em khác hẳn, tập luyện mà giúp đỡ tận tình là mấy đứa ngơ ngác tưởng nay Duy uống nhầm thuốc chứ. Có thằng đàn em Son từ Hàn Quốc trở về nên cả nhóm đi nhậu một bữa. Duy nhắn cho Minh hôm nay mình sẽ về muộn. Duy nhậu say quắc cần câu phải để Son đưa về, Minh hóng từ xa thì liền chạy ngay vào nhà khóa cửa lại. Sau khi mở khóa, Son đỡ Duy vào nhà thì Minh liền mở cửa ra. Hai đứa tình địch gặp nhau đã thấy sát khí đùng đùng rồi. Minh hỏi cậu là ai? Thì Son nói mình là đàn em thân thiết của Duy, nhưng Minh nói mình sẽ chăm sóc Duy. Cứ thế mà hai em trai giành giật nhau một anh top hay bot giờ em cũng không biết nữa. Đau đầu thiệt chứ hay tạm gọi anh Duy là Sen nhé. Giành nhau hoài không phân thắng bại, Minh liền gọi tên Duy. Duy thấy Minh là chạy đến ôm Minh ngay, đúng là nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh Minh hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Nhậu say xỉn nên Duy bị cho nằm ngủ ở dưới sàn, còn Minh thì đang ngồi vắt chéo chân cùng ly cà phê. Nói Duy người đầy mùi rượu thì chỉ xứng đáng ngủ dưới sàn thôi. Coi cảnh này mà em cứ tưởng Duy là chồng, Minh là vợ. Chồng hư thân mật nết nên vợ cho xuống đất ngủ đây mà. Ai thích Minh làm bot hơn thì để lại comment nhé. Duy không nhớ đêm qua ai đưa về nữa. Minh nhắc nhở là trai đẹp thì liền nhớ ra là Son. Minh trách móc nếu đêm qua mình không ở đây chắc Duy đêm qua được dùng 3 con sói rồi đấy. Duy hỏi có phải Minh ghen không? Nhưng Minh nói người như Duy thì có gì để ghen chứ. Minh còn nói Duy đừng tự luyến quá, Duy chỉ là kẻ đóng thế mà thôi. Đúng là trai hư mà, lời lẽ hơi khốn nạn rồi đấy nhé. Vậy mà anh Duy vẫn đâm đầu vào mà yêu, thiệt là đau lòng mà. Đang ngồi chán như con rắn với bát mì tôm 3 con cá, chị gái May ra tám chuyện với thằng em trai cờ hó, đang định rủ đi chơi cùng Tong thì Minh nói muốn được ở một mình với chị. Vậy là, chị May liền rủ ăn sô-cô-la và xem hoạt hình. Ngày trước vì cứu Minh nên chị gái đã bị viêm phổi. Hai chị em tâm sự với nhau xem có hạnh phúc không, thì bỗng Minh không muốn tâm sự với chị nữa, nói sẽ tự mình vượt qua được. Duy đang tập luyện cùng mọi người thì được Son ghé thăm, hai bên ôn lại chuyện cũ nên đấu tay đôi với nhau. Không hiểu anh Duy ra tay kiểu gì mà Son ngất ngay tại chỗ. Làm hú hồn hú vía thì ra Son chỉ diễn thôi. Son tâm sự chỉ có Duy là chân thành với mình, hồi đó có hơi ngu ngốc khi đề phòng Duy. Son xin thêm một cơ hội nữa được không? Son không muốn làm bạn mà muốn làm người yêu của Duy. Đúng lúc đó thì Minh cũng đến nghe được toàn bộ câu chuyện. Duy thừa nhận trước kia có thích thầm Son nhưng mà thời gian trôi qua thì Duy đã nhận ra thế nào tình yêu thật sự. Son hỏi, người yêu anh nói có phải là người đang ở nhà cùng anh không? Duy nói đúng, nhưng thật ra người đó không phải người yêu của Duy, cho dù Duy có muốn cậu ấy là người yêu của mình nhiều như thế nào. Minh nghe được những lời này của Duy mà cười thầm trong bụng. Duy về nhà thì thấy nhà có ánh điện, tò mò đi lên thì thấy Minh ở trong nhà, hỏi sao vào được đây? Thì trước kia chẳng phải Duy đã nói chỗ để chìa khóa cho Minh biết còn gì. Minh đang nấu đồ cho Duy thì cái nồi cà ri cháy, vậy là vẫn phải để Duy nấu mì cho cả hai ăn thôi. Bố mẹ của Duy mất khi còn nhỏ nên Duy luôn đơn độc một mình. Duy luôn ước mơ khi về nhà thấy ánh đèn đang sáng, mùi thơm của đồ ăn, rồi có người chờ ở nhà. Duy cảm ơn vì Minh đã làm giấc mơ của Duy thành hiện thực. Minh nói thế Duy đánh thêm một chiếc chìa khóa cho Minh đi. Đấy được Cruz mở lời là anh Duy sướng phát điên luôn, cười không ngậm được mồm. Minh sẽ chuyển đến ở với Duy nhưng có hai điều kiện. Một là không được xen vào chuyện riêng tư của nhau và hai là Duy không được dây dưa với người khác, đặc biệt là cái tên Son đấy. Bao nhiêu anh cũng làm hết, chỉ cần khi về nhà được thấy Minh ở nhà là được rồi. Đúng là mê trai đầu thai không hết mà, dù đúng dù sai đứa yêu nhiều vẫn là đứa thua. Nhìn là biết anh Duy cửa dưới rồi cả nhà nhỉ. Được sống cùng em bồ như một giấc mơ với Duy vậy, hạnh phúc cùng nhau nhưng hiện thực tàn khốc chẳng mấy chốc nó sẽ nghiệt ngã với anh thôi Duy ạ. Nó chỉ là giấc mơ của anh thôi. Đi lượn shopping như cặp đôi mới cưới vậy, Duy nhìn thấy cặp cốc đôi hình chó mèo cute hột me liền vội khoe cho Minh. Duy nói muốn mua cốc đôi lâu lắm rồi, nhưng không có người yêu, đang hí hửng thì bị Minh dội gáo nước lạnh vào mặt. Ai bảo em là người yêu của anh? Minh còn nói thêm, nếu ở cùng nhau lâu thì Duy sẽ không muốn làm người yêu của Minh nữa đâu. Nghe thằng Minh nó nói có chán không chứ? Chán như con rán nên Duy quay đít đi luôn. Kết quả của cuộc shopping vô tội vạ là một đống đồ đôi mà Duy mong muốn được dùng với bồ. Redmond tờ rơi của tập đoàn Akrayota với mong ước đổi ngôi nhà to hơn để được ở với Minh. Nhưng Minh lại vò nát tờ rơi mà chạy ra ôm Duy rồi nói, chỉ cần cái giường to là được rồi. Anh không muốn chuyển nhà mới với Duy thì nói mẹ đi, còn lắm chuyện thảo mai nữa. Duy nghe thằng bạn nói đoàn phim nước ngoài thuê diễn viên đóng thế trả lương cao, nhưng anh do nhắc nhở bảo đó là đoàn phim chui làm để rửa tiền, chết là không ai chịu trách nhiệm đâu. Duy bị đạo diễn ép diễn cảnh khiêu vũ thay cho Tong, làm diễn viên đóng thế cảnh mạo hiểm thôi mà lại phải diễn cả cảnh quan trọng cho diễn viên nữa à? Về mệt quá nên than thở với em bồ thì anh Quyết mang tôm đến, anh Quyết hỏi Minh là ai. Nhưng mà Duy ngập ngừng không biết giới thiệu thế nào thì Minh bảo chỉ là bạn của Duy thôi.
anh Quýt đến nói về chuyện việc Doi diễn cảnh quan trọng cho Tong lúc chiều. Làm có tin đồn nói Tong bị diễn viên đóng thế cướp cảnh, nhưng mà anh Quýt đã xử lý cho rồi, Tong sẽ diễn lại cảnh đó, còn cảnh diễn của Doi sẽ không được dùng. Có bữa tiệc đóng máy vào thứ bảy, anh Quýt muốn Doi rủ Minh đi cùng. Doi ngập ngừng mở lời mời Minh, hôm nay chắc tôm tươi ăn ngon miệng nên Minh dễ tính mà đồng ý đi cùng Doi. Hai đứa dẫn nhau đến buổi tiệc, nhưng đang vui thì đứt dây đàn, Tong đến phá tan bầu không khí, rồi cà khịa Doi là diễn viên chính mới, Doi diễn tốt quá nên định đến đe dọa Doi à. Cái thằng Tong này muốn tát vỡ mồm nó luôn ấy các bác ạ. Đúng lúc Minh đi đến, còn tưởng Minh đến tìm Tong, Doi thấy vậy liền đi ra ngoài. Son đến tâm sự cùng Doi, muốn rủ Doi đi chơi nhân dịp Giáng sinh sắp tới, nhưng Doi từ chối luôn vì Doi đã quen Minh rồi nên không có thời gian đâu. Son đã bị loại ngay vòng gửi xe, nhưng Son vẫn chúc mừng Doi rồi ôm Doi. Minh đi đến tách hai người ra rồi kéo Doi vào nhà vệ sinh. Doi giải thích chỉ tình cờ gặp Son nhưng Minh cưỡng hôn Doi rồi kêu không được dây dưa với nó nữa. Nhỏ Minh này có tính chiếm hữu kinh quá. Đang hôn say đắm thì Tong bước ra, đấy thằng Tong nó chỉ bảo mỗi câu đi theo anh là Minh lại cúp đuôi đi theo Tong. Rồi bỏ mặc Doi ở nhà vệ sinh luôn. Doi được đạo diễn ngắm tới vai nam phụ trong phim sắp tới mà diễn viên chính vẫn là tên Tong hãm tài kia. Nghe tin vui mà mặt Doi không vui nổi luôn vì thái độ của Minh vừa rồi. Ngồi đợi mòn cái thanh xuân mà Minh mới chịu đi về, Doi hỏi, nói chuyện với Tong thế nào rồi? Mà Minh chỉ bảo giải quyết xong rồi, không có vấn đề gì rồi đi tắm. Cả đám đang ăn vui vẻ thì tên Tong đến là mất cả ngon. Nhìn cái thái độ đều của thằng Tong mà Ray biết ý dẫn Tong ra chỗ khác nói chuyện. Tong đến cả khịa chuyện Doi được lên làm diễn viên, không biết có thời gian rảnh để làm diễn viên đóng thế cho Tong không. Doi muốn giới thiệu người khác nhưng Tong vẫn muốn Doi là diễn viên đóng thế cho mình. Doi từ chối nhưng Tong nghĩ Doi tránh mặt Tong vì chuyện của Minh. Giờ mới biết Minh là người thừa kế của tập đoàn A Crayota. Tong cả khịa Doi định trèo cao, cảnh báo Doi dừng lại những điều đang làm, tránh để gia đình Minh biết, rồi Tong sẽ để Doi làm diễn viên đóng thế cho Tong mãi mãi. Thứ đàn ông hoa không ra hoa, bông không ra bông thế kia mà cũng được nổi tiếng, đúng là vãi cái showbiz bên Thái ghê. Hai đứa ngồi xem phim mà mặt Doi buồn như con chuồn chuồn. Doi hỏi Minh tại sao lại chọn mình, thì chính Doi rủ Minh lên xe mà, rồi hỏi Minh có hạnh phúc không, may mà Minh nó còn nói hạnh phúc đấy. Chắc Doi làm việc nhiều quá nên stress đây mà, Minh liền rủ Doi dịp Giáng sinh này đi chơi, Minh mời nên Doi không được từ chối đâu đấy. Lễ Giáng sinh Minh dẫn Doi đến nhà hàng sang trọng, nhận dịp Minh là đứa trẻ ngoan nên ông già Noel Doi có quà tặng cho Minh là chiếc đồng hồ, nhưng Doi bị nhà bán hàng lừa rồi nha. Đây là bản tiêu chuẩn còn đồng hồ trên tay Minh mới là hàng luxury phiên bản giới hạn nha. Một màn flex giàu sụ của Minh làm Doi sượng chân, Doi liền cất ngay cái đồng hồ rẻ đi rồi hứa sẽ mua cái khác cho Minh. Nhưng Minh nói không sao em vẫn thích. Rồi tháo đồng hồ trên tay ra để Doi đeo chiếc đồng hồ mới vào cánh tay thối của mình. Minh cũng có quà cho Doi, đang định đưa thì tên Tong và chị gái Minh đến. Sao cái tên này cứ phá đám giờ ăn của Doi thế nhỉ? Mặc dù không thích lắm nhưng lại phải ghép bàn ngồi bốn người với nhau. Chị gái Minh hỏi về Doi thì Minh nói Doi là diễn viên đóng thế của Tong rồi tình cờ gặp nhau trên phim trường. Cái mồm thối của Tong cũng hỏi mối quan hệ của Minh và Doi thân thiết đến vậy à? Mà rủ nhau đi ăn ở dịp Giáng sinh, Doi đang không biết nói gì thì Son đến cứu Doi như một vị thần. Son nói mình rủ Doi đến đây, chắc đến tình cờ thấy Minh nên mới ngồi cùng. Minh nhìn Son mà cũng phải nói đúng vậy. Minh ạ, anh tệ bạc lắm, không có trách nhiệm với trai gì cả. Rồi Doi đứng lên đi theo Son. May mà Son đến đúng lúc cứu Doi khỏi cái không khí gượng gạo ấy. Son nói Doi và Minh không hợp đâu. Doi vẫn cố chấp nói Minh chấp nhận con người của Doi, nhưng gia đình cậu ta có chấp nhận Doi không? Doi cứng đầu không nghe Son nói mà đòi về nhà để đợi Minh. Tong hỏi Minh có muốn vào giới giải trí không? Nhưng Minh nói không thích. Chị gái Minh nhìn thấy sự hạnh phúc của Minh khi ở cùng Doi nên ủng hộ hai tay hai chân em mình chơi bê đuê mà kêu Minh đi về cùng Doi đi. Vừa đi ra thì gặp Tong, Tong khoe chiếc nhẫn cầu hôn với May cho Minh xem. Minh buồn bã nhớ về kỷ niệm lúc mình thấy bóng lưng của Tong trên màn ảnh rộng. Minh gượng cười nói chị gái mình sẽ vui lắm, hai anh chị xứng đôi với nhau nhất rồi. Rồi buồn bã đi về. Minh khóc lóc vật vã nhớ đến cảnh đầu tiên được gặp Tong, nhưng lúc đó mọi ánh mắt của Tong đã va vào May rồi. Sau khi thấy Tong hôn May mà Minh quyết định đi sang Mỹ học, bất chấp sự phản đối của mẹ. Rồi xé tờ rơi hình ảnh bóng lưng của Tong. Doi đợi Minh thì thấy Minh say xỉn đi về. Đỡ Minh nằm xuống sofa, Doi thấy cái túi đồ Minh mang về chính là cặp cốc đôi mà Doi thích. Doi quay lại nói cảm ơn Minh, đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất đời Doi luôn đấy. Niềm vui chưa được 5 giây thì khi Minh nhìn thấy bóng lưng Doi lại nhớ đến Tong. Rồi chạy đến ôm Doi từ đằng sau mà gọi tên anh Tong. Tại sao anh Tong lại không chọn em? U là trời, thế là thằng Minh này nó định loạn luân với anh dễ nó à? Doi liền nhớ lại những ký ức cùng Minh cùng câu nói Doi chỉ là người thế thân thôi. Rồi xong, trái tim Doi vụn vỡ như cái cặp cốc vỡ tan dưới đất vậy. Uống say quá cần câu rồi làm cái trò mất dạy mà sáng dậy không nhớ gì. Mặt Doi rất căng thẳng nhưng vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minh rồi đi làm. Minh hỏi nay Doi có về khuya không? Nhưng Doi nói chưa chắc nữa. Tong đòi hoãn khai máy vì đám cưới của Tong, nhưng đạo diễn không đồng ý. Tong to mồm nói, hy vọng đạo diễn có thể tìm được người phù hợp hơn Tong. Trong lúc nóng giận đạo diễn nói sẽ nâng Doi lên làm nam chính cho phim này. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết bẹp, nói cho sướng mồm rồi bây giờ đạo diễn đẩy trách nhiệm lên cho Doi tự quyết định sự lựa chọn.
Anh quyết muốn nâng Doe lên làm nam chính nhưng không phải bộ phim này, bộ phim mà người hâm mộ chiến đấu vì Tong thì Doe mạo hiểm làm gì. Nhưng sau khi Doe nhớ đến cảnh Minh ôm mình mà gọi tên Tong thì niềm ghen trỗi dậy, Doe nói với anh quyết muốn diễn phim này để cho người hâm mộ của Tong thấy. Cuối cùng đạo diễn vẫn đồng ý cho Doe diễn, nếu làm hỏng thì ăn đập thôi. Anh quyết bảo Doe quyết định lần cuối, nhưng Doe vẫn bảo không thể từ chối được. Tối nay xin ngủ nhà anh quyết để tâm sự cho mà nghe. Có tí bia vào là Doe tâm sự tuổi hồng cho anh quyết nghe chuyện chia tay với Minh, chủ yếu là Minh quen Doe vì là thế thân của Tong thôi. Lý do Doe muốn diễn bộ phim này là vậy đấy, việc Tong làm được thì Doe cũng làm được. Nhưng Doe chưa nói gì với Minh cả. Đúng lúc đó, Minh gọi điện nên anh quyết kêu Doe phải giải quyết cho nhanh lên không là lại tùm lum tùm la cho mà xem. Nghe điện thoại của Minh mà Doe ra lệnh Minh dọn đồ ra khỏi nhà mình đi. Minh ngạc nhiên ngơ ngác còn phải hỏi lại Doe dám đuổi Minh đấy à? Thằng này to gan ghê. Nhưng Doe vẫn khẳng định chắc nịch đúng vậy rồi cúp máy. Đi làm thì Minh chặn đường Doe, Doe hỏi đã dọn đồ khỏi nhà Doe chưa? Nhưng Minh kéo Doe vào góc hỏi chính anh bảo em chuyển vào ở cùng, giờ lại đuổi em đi à? Doe hỏi lại Minh coi mình là gì, là thế thân của anh Tong à? Đêm Giáng sinh Minh đã ôm Doe từ phía sau và gọi tên anh Tong, do thất tình đúng không? Họ mới cầu hôn nhau còn gì? Minh kêu đó là chuyện riêng của mình Doe không được xía vào, nhưng Doe kêu chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thôi. Doe ra lệnh Minh dọn đồ ra khỏi nhà mình và đừng xuất hiện nữa. Nhưng Minh cứng đầu bảo Doe không có quyền ra lệnh cho mình rồi ra lệnh cho Doe về nhà là phải về. Đúng lúc đó Son ra ngăn cản, kêu Minh mới là người phải về đấy. Thế là Minh và Son lao vào túm tóc nhau, đánh nhau kiểu gì va phải anh Doe ngã lăn quay. Không biết có đúng bà Minh là tóc không? Mà sao em nhìn từ sao hỏa xuống vẫn thấy giống hai đứa bót đánh ghen giành chồng với nhau ghê các bác à? Doe cứ đòi xen vào làm gì để bị đẩy ngã lăn quay lần nữa. May mà anh Quýt ra tay thì mới chịu dừng lại đấy. Anh Quýt kêu Doe phải giải quyết việc này nhanh lên, mai họp báo ra mắt phim rồi đấy. Doe bảo để tối nay giải quyết với cậu ấy. Nhưng Son không tin tưởng Minh, Son đổi đi theo Doe để tiếp sức nhưng Doe vẫn bảo không sao, tự anh giải quyết được. Tôi đến Doe về hỏi Minh vẫn chưa dọn đồ đi à? Minh nói kiếp này Doe không tìm được người yêu nào tốt hơn Minh đâu. Doe nói, để mình dọn đồ hộ Minh. Minh khuyên Doe quên mọi thứ đi, không phải trước đó vẫn hạnh phúc sao? Hạnh phúc mà Minh lại nhớ đến người khác lúc làm tình à? Minh xin lỗi nhưng Doe nói là Doe sai khi không tự nhận thức được mình là kẻ thế thân thôi. Thông minh đến mấy yêu vào vẫn ngu. Minh ôm Doe từ đằng sau mà nói anh không yêu em nữa à? Doe nói mình không bằng anh Tong nhưng cũng có tôn nghiêm, không muốn làm thế thân tình yêu cho ai cả. Minh năn nỉ Doe nhưng Doe vẫn cương quyết với quyết định của mình, bắt Minh bỏ ra. Đúng lúc đó thì Minh có điện thoại, Doe hỏi Tong gọi đúng không? Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà Minh vẫn nghe máy của Tong trước mặt Doe được. Tong kêu than chuyện bị đạo diễn cắt vai rồi để Doe lên làm diễn viên chính. Tong kiện chuyện anh quyết đẩy Doe lên để đóng cặp cùng với Son, rồi kêu Minh giúp mình ngăn cản Doe đến buổi họp báo vào ngày mai. Minh nói chỉ cần có Minh ở đây thì Doe chắc chắn không đi đâu được. Rồi Minh quay lại chất vấn Doe vì muốn đóng cặp với Son nên mới làm thế đúng không? Doe kêu Minh nghĩ điên khùng gì vậy. Đúng lúc đó Son gọi đến hỏi chuyện thì Doe nói mọi chuyện đều ổn, đúng là ổn lòi lìa. Vừa dứt lời Doe đã bị Minh đánh lén sau lưng ngất ngay tại chỗ. Doe bị Minh xích lại trong phòng của mình, xích như xích chó ấy các bác, để ngăn cản Doe đi đến buổi họp báo mà Minh làm đến mức này, quá trời quá đất với bà Minh này rồi. Các bác ship em cái búa để em đập thằng Minh phát, ức chế lắm rồi đấy. Minh nói miễn là mình ở đây thì Doe không gặp được Son đâu. Minh đút cơm cho Doe nhưng Doe không ăn mà nói điều Minh đang làm là hủy hoại những gì mà Doe làm đấy. Minh nói mình có thể đầu tư cho Doe là diễn viên chính bao nhiêu phim cũng được, chỉ cần Doe ở bên cạnh Minh. Nhưng Doe nói Minh làm vậy chỉ để Tong có vai diễn thôi đúng không? Minh tức giận nói Doe không hiểu gì cả. Doe nói đáng lẽ nên nghe lời khuyên của Son ngay từ đầu. Vậy là Minh tức giận nói Doe muốn đi tìm nó đúng không? Minh sẽ làm cho Doe mất hết tương lai với mình ở đây. Doe hỏi nếu Minh coi Doe là thế thân của Tong thì quan tâm đến chuyện của Doe và Son làm gì? Vì Doe là của Minh đấy. Là búp bê tình dục mỗi khi nhớ tới anh Tong đúng không? Minh nói không phải nhưng Doe muốn hỏi lại thời gian qua mình đã từng yêu Doe chưa? Minh nói thời gian qua Doe thật sự không nhìn ra sao, ở bên em đi, em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn. Hiện giờ điều Doe cần nhất là Minh thôi, rồi Doe tiến đến hôn Minh. Bị trói mà vẫn hành sự được cả anh Doe, đấy biết ngay mà vướng víu thế cơ mà. Doe nói mình chỉ muốn ôm Minh thôi. Tài thao túng tâm lý của Doe đã hạ gục tinh thần của Minh. Minh đồng ý cởi trói cho Doe. Doe hỏi hôm nay cho Doe ở phía sau của Minh được không? Hay Minh vẫn coi Doe là thế thân của Tong? Đấy một cái sở má của anh Doe là Minh yếu lòng chưa kìa. Khi Minh đang định cởi áo thì Doe đã mở được khóa xích rồi xích tay Minh lại, xong rồi bỏ đi luôn. Doe tìm đến anh Quýt giải thích chuyện mình bị Minh nhốt lại. Anh Quýt thấy vết thương ở cổ tay của Doe mà hiểu ra mọi chuyện. Doe xin lỗi vì làm liên lụy mọi người nhưng thật ra người gặp chuyện là Doe, vì Doe đã bị liệt vào danh sách đen không có công ty nào thuê Doe đóng phim nữa đâu. Nhưng từ trước giờ Doe chỉ làm diễn viên đóng thế, không biết làm gì khác cả. Doe nảy ra ý tưởng làm diễn viên đóng thế cho phim trường nước ngoài, nhưng mà anh Quýt và vợ khuyên bảo không được, vì đó là phim trường rửa tiền của xã hội đen, thiết bị không đảm bảo mà có xảy ra chuyện gì thì không ai chịu trách nhiệm đâu. Nhưng Doe đến bước đường cùng rồi, vì miếng cơm manh áo không còn sự lựa chọn khác nữa. Minh đến tìm anh Quýt mà hỏi Doe đang ở đâu. Nhưng hổ báo cáo trồn là vậy mà bị anh Quýt xách cổ hỏi lại. Chính Minh là người đuổi Doe đi, giờ anh Quýt cũng muốn biết giờ Doe đang ở đâu đấy. Vậy là Minh dén ngang không nói được gì. Thì ra Doe nhận lời làm diễn viên đóng thế cho phim trường nước ngoài. Nhưng có vẻ nguy hiểm nha. Doe nhắn tin cho anh Quýt nói mình đang quay phim ở ngoại tỉnh. Anh Quýt không cần lo lắng đâu.
Minh cũng gọi điện thoại đến, đang định xóa liên lạc của Minh nhưng Duy vẫn không nỡ, vậy là Duy quyết định nghe máy. Minh hỏi Duy ở đâu, nhưng Duy nói Minh buông tha anh đi, nhưng Minh nói muốn làm lại từ đầu, muốn ở bên Duy, sẽ làm mọi điều Duy muốn nhưng Minh nói điều đó bây giờ đã muộn rồi. Minh nói mình sẽ đợi Duy quay về và hứa không để Duy làm thế thân cho ai cả. Minh sẽ chờ Ray ở căn nhà này, nấu món ngon đợi Duy về cho dù bao lâu, đang nói giờ câu chuyện thì điện thoại hết pin mới cay chứ. Đúng lúc đó thì Duy cũng được gọi đi quay. Đây chính là cảnh quay các bác đã thấy ở đầu phim rồi đấy. Vậy là các bác hiểu kết quả cảnh quay đúng không? Duy ngã vực mất xác rồi 2 năm sau được trùng sinh vào một cơ thể khác cũng tên Duy. Diễn biến câu chuyện như lúc đầu các bác thấy đó. Duy đi vào thang máy gặp Minh thì bị Minh kéo tay lại hỏi, mình đã từng gặp nhau trước kia chưa? Nhưng Duy nói Minh đã nhận nhầm người rồi bỏ đi. Duy đi trong mưa nhưng quên mang ô nên người ướt sũng lộ cơ ngực chà bá lửa, tự buồn lòng nói sao lại không quen biết nhau chứ, vì Minh nên Duy mới phải ở cơ thể này mà. May mà trùng sinh vào người có bà mẹ quan tâm tốt bụng hết nước chấm đấy, lo lắng cho Duy từng ly từng tí một. Duy lên hỏi chị Google về thông tin người quen cũ sau 2 năm đã như thế nào. Son đã quay trở lại làm idol Hàn Quốc, thỉnh thoảng về Thái Lan chơi. Còn tên Tong thì sau khi Duy chết, quay lại làm nam chính rồi trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất, kèm thêm công việc làm trạn vương, cưới may trở thành con rể tỷ phú. Còn Minh người không bao giờ quan tâm đến giới giải trí thì nửa năm nay lại đi diễn và đóng quảng cáo, trở thành người nổi tiếng vạn người mê. Còn vụ tai nạn của Duy thì bị phim trường Mafia giấu thông tin, cũng chả ai thèm quan tâm đến tin tức của anh nữa. Duy đi về nhà cũ thì chìa khóa vẫn ở dưới chậu cây, Duy định mở cửa ra thì trong nhà tự nhiên sáng đèn, Duy núp xuống quan sát thì ra là Minh đang đeo tạp dề nấu cơm. Minh vẫn nấu 2 bát thức ăn, thì ra lâu nay Minh vẫn ở đây chờ Ray, nấu món ngon đợi Duy về nhà. Duy thắc mắc không biết cuộc điện thoại cuối cùng Minh muốn nói điều gì với Duy nhỉ, ai bảo không sạc đầy pin điện thoại vào để lúc quan trọng thì hết pin. Duy gây ra tiếng động, vậy là phải trốn ngay, còn Minh thì nghĩ Duy về, liền chạy ra tìm nhưng không thấy ai cả. Ray đang chuẩn bị đồ nghề cho công việc, nhìn thấy chìa khóa thì lại nhớ đến cảnh tối qua Minh ở nhà cũ của mình. Duy tự trấn an bản thân, Minh chỉ là tình cờ ở đó, đúng hôm Duy quay trở về thôi nên không phải nghĩ ngợi nhiều. Anh Jojo tư vấn nghề nghiệp cho Duy, nếu muốn quay trở lại làm người mẫu thì để nói với anh Quýt, nhưng Duy kêu không muốn trở lại con đường đó nữa. Duy đi làm về thì thấy nhà cửa lộn xộn, biết ngay lại có chuyện mà. Duy chạy vào thì thấy mẹ đang xếp đồ, hỏi thì mới biết trước kia để chữa bệnh cho Duy mà cần nhiều tiền nên mẹ phải đi vay nặng lãi, cụ thể là hơn 3 triệu bát tính so sơ tiền Việt là hơn 2 tỏi á cả nhà. Duy quyết định sẽ lo liệu chuyện này cho mẹ. Duy sẽ sử dụng cách mà Duy thông thạo nhất. Tưởng cách gì? À thì ra là Duy gặp anh Quýt xin làm diễn viên đóng thế tiếp tục như ngày xưa. Anh Quýt mới đầu không tin tưởng Duy cho lắm vì đó giờ Duy phiên bản này có đánh đấm bao giờ đâu, nhưng để Duy diễn thử cho xem vậy. Cơ thể mới chưa làm quen nên lúc bắt đầu Duy đã bị và cho một cái vào mặt tỉnh cả ngủ, nhưng may mà đã kịp lấy lại phong độ diễn xuất như thần khiến mặt anh Quýt và bà chị khách hàng ngơ ngác như cá thác lác vì không tin vào mắt mình. Anh Quýt nói chính thức đã tìm được Duy mới thay thế Duy cũ rồi. Anh Quýt bảo công việc này không giúp Duy trả nợ hết một lần, nhưng yên tâm, tiền lương nhận được cũng kha khá, đủ để Duy đóng tiền lời mà không chủ nợ đòi nợ đập phá nhà nữa. Duy quyết định vì tiền mà bất chấp ký bản hợp đồng nô lệ, chính thức trở lại công việc làm diễn viên đóng thế một lần nữa với tư cách là một Duy hoàn toàn mới. Anh Quýt kêu Duy ký hợp đồng con mình thì đi có việc. Duy liền lén lục tìm đồ trong ngăn kéo bàn làm việc của anh Quýt thì thấy cái sổ tiết kiệm của mình. Trước kia cày như trâu, như bò như ngựa nên Duy cũng tiết kiệm được khoản tiền kha khá, cả 7 triệu bát đấy, tính ra cũng gần 5 tỏi tiền Việt Nam. Với số tiền này thì dư sức đưa cho mẹ trả nợ. Nhưng quan trọng là bây giờ rút tiền ra kiểu gì được. Bây giờ Duy đang trong hình hài của người khác mà. Trong cái khó nó lo cái ngu, ý lộn cái khôn, Duy nghĩ ra cách rút tiền qua cây ATM mà quan trọng là thẻ ATM thì lại đang ở ngôi nhà cũ của Duy. Mà em không hiểu tiền tiết kiệm mà rút bằng ATM là sao ta, tiền trong tài khoản mới rút được bằng ATM chứ. Anh Duy này cần bổ sung gấp kiến thức tài chính ngân hàng nha. Sau khi gặp Duy mới, có cảm giác khá thân quen nên mình đến xin sự trợ giúp từ ông thầy mù. Mình hỏi về chuyện thầy từng nói Duy chưa chết nhưng không còn sống nghĩa là sao. Thầy hỏi Minh đã gặp chuyện gì nhưng Minh lại không nói. Minh hỏi khó ông thầy, nếu nói Duy chưa chết thì tại sao lại không quay về tìm Minh? Ông thầy toàn nói mấy cái lời hoa mỹ mà hàm ý sâu xa, kêu Minh chờ đợi là hạnh phúc. Minh kêu than 2 năm qua Minh trải qua như địa ngục trần gian, còn phải đợi bao lâu nữa? Nhưng ông thầy bảo sự thật sắp lộ diện rồi, điều quan trọng là Minh có nhìn thấy được điều đó không thôi. Về mua thuốc nhỏ mắt Visoto mà nhỏ cho sáng con mắt ra thì mới thấy được Duy ở đâu anh Minh ạ? Duy đến phim trường thì gặp Minh nên làm hoa hậu thân thiện chào hỏi xã giao Minh, mà cái mặt Minh không cảm xúc rồi hỏi Duy tại sao lại biết mình. Duy đành nói do Minh nổi tiếng nên biết thôi. Minh hỏi Duy tên gì. Khi Duy giới thiệu mình tên là Duy, là Minh đứng hình mất 2 giây vì đã chạm đúng cái điểm G của bã. Sợ bại lộ, Duy liền tìm cớ chuồn đi trước, mặc kệ Minh hụt hẫng đứng đó dõi theo. Duy vào diễn mà cái thằng bồ cũ cứ đứng nhìn chằm chằm vậy thì làm sao mà tập trung được chứ. Duy bị phân tâm nên múa may quay cuồng bị đạo diễn chửi cho mấy chập. May là sau đó Minh đã quay đít đi ra ngoài nên Duy lấy lại được phong độ, diễn đúng một lần full action là ưng ngay cái bụng của anh đạo diễn. Duy đang tám chuyện với anh Quýt thì bà Joy đi ra đòi nhìn đằng sau Duy. Ơ bà mày mê nhìn đít trai giống át à?
sao kêu Doe quay đít lại là sao? À thì ra, mặc dù chết đi sống lại với hình hài nào, nhìn sau lưng Doe nào cũng giống y chang thằng Tong mất dạy. Thế là Doe lại được chế Doi mời chào làm diễn viên đóng thế cho Tong với vô vàn ưu đãi. Nhưng Doe đâu có ngu, làm thế thật một kiếp cho thằng mất dạy đó là sợ muốn khiếp, Doe không suy nghĩ mà chối ngay và luôn. Thấy Doe từ chối là anh quýt cho ngay lời khen, rồi rủ Doe tối đến ăn cơm ở nhà anh rồi anh kể chuyện showbiz cho mà nghe. Minh thì bắt đầu quan tâm đặc biệt đến Doe, sau khi nghe lúc Minh đi ra ngoài là Doe diễn xuất xuất thần, vậy là tính tò mò nhiều chuyện càng nổi lên, nên Minh quyết định cho anh thư ký đẹp trai điều tra về Doe. Tối đến Doe về nhà anh quýt ăn cơm, Doe lỡ miệng nói anh quýt có hai đứa sinh đôi. Nhưng sự thật là vợ anh quýt mang thai đôi, mà chỉ sinh ra được một đứa thôi và chuyện này anh quýt không kể với bất kỳ ai thì tại sao Doe biết được. Hơn nữa mẹ Doe nói Doe không học võ và anh Jojo thì nói Doe làm việc rất chắc tay như người trong giới đã lâu. Đấy cái mồm đi hơi xa, suýt nữa làm bại lộ sự thật. May mà Doe dẻo miệng nói mình học võ ở trên YouTube, nói anh quýt tốt với Doe và mẹ mình như thế thì làm sao nỡ lừa anh quýt được. Đấy cái mồm anh Doe nói dối không chớp mắt thế kia thì sao anh quýt không tin cho được. Doe dò hỏi anh quýt về thông tin mình mất tích ở phim Trường Chui. Nhưng vì thế lực quá lớn nên mọi chuyện bị giấu thông tin mà không thể làm gì được. Thấy anh quýt tự trách bản thân mà Doe an ủi. Anh quýt nói không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai với Doe mới. Anh quýt bảo thư ký của mình gọi cho anh ấy, muốn thuê Doe quay quảng cáo nhưng anh quýt đã từ chối vì chính mình là nguyên nhân làm cho Doe trước kia chết. Anh quýt biết đây là cơ hội tốt cho Doe nhưng anh quýt nói đợi một người là idol Hàn Quốc về rồi anh giới thiệu công việc cho. Nhưng Doe nói hiện giờ mình rất cần tiền nên xin được làm dự án của mình trước. Trước sự quyết tâm của cậu em, anh quýt đành đồng ý. Hôm sau, anh quýt dẫn Doe đến phim trường rồi bàn giao Doe cho mình, tiện thể nhắc nhở vài câu, nhờ Minh chăm sóc kỹ Doe này, chứ đừng có làm như Doe trước đó nhé, rồi đi về. Minh rủ Doe lên xe nghỉ ngơi cùng mình, chắc là muốn test thằng Doe này có to như Doe trước không ấy mà. Nhưng Doe từ chối thẳng, nói ở cùng mọi người thì tốt hơn. Khi Minh thay đồ đi ra thì mọi ánh mắt của Doe đã dán lên bộ đồ xuyên thấu của Minh. Nhìn Minh đẹp trai thế này thì ai chẳng mê cơ chứ. Mê trai đầu thai mới hết vậy, mà anh Doe đã chết một lần rồi bây giờ đầu thai rồi vẫn mê Minh như lần đầu, quá là đau lòng. Cái này là hết thuốc chữa rồi đây. Nhưng mà khi nghe mấy bà tám nói Minh chỉ cười khi đóng cùng Tong là lại thấy mất cả hứng rồi, cái nét của Minh vẫn thích Tong vậy thôi. Minh kêu đổi người mẫu đôi vì không thích slim fit, anh chỉ thích khoai to thôi, rồi chỉ ngón tay lựa trai, Minh chọn Doe ra diễn đôi cùng mình. Thấy Doe hơi căng thẳng mà Minh cà khịa, Doe sao không diễn tốt như lúc nãy vậy. Xong việc, thư ký của Minh gọi Doe đến ăn tối cùng Minh. Dẫn Doe vào quán cũ làm những kỷ niệm ngày trước lại hiện về, khi đó Minh cũng gọi Doe đến quán này rồi cưỡng hôn trước bàn dân thiên hạ. Thôi trước tiên cứ phải diễn vai thảo mai cái đã rồi tính tiếp, Doe liền giả đò nịnh hót Minh, rồi đòi rót rượu cho Minh và anh thư ký. Cái miệng thì từ chối vì sáng mai có công việc vậy mà vừa quay đi quay lại cả hai anh đã bị Doe chuốc rượu cho say ngất rồi. Minh hỏi Doe tại sao quen biết với anh Quýt, Doe nói mình làm cùng công ty anh Quýt, rồi anh Quýt cần diễn viên đóng thế nên xin làm việc. Nhưng Minh thắc mắc vì chỉ có mỗi Doe là anh Quýt dẫn đến tận phim trường chăm sóc. Doe đành lấp liếm nói chắc vì bản thân mình có tên giống với một người đàn em đã mất của anh Quýt chăng. Doe nói, anh Quýt kể đàn em của anh ấy đi quay phim và bị tai nạn mất. Nghe thấy vậy, Minh liền sồn sồn lên cãi, anh ấy chưa chết. Doe nói mình chỉ nghe kể chứ không biết chi tiết. Thế là Minh đuổi Doe về và nhờ gửi lời lại cho anh Quýt biết là anh Doe chưa chết. Trước khi về Minh cũng dặn Doe cẩn thận mồm miệng khi nói chuyện về anh Doe, mọi người quý Doe chỉ vì cái tên Doe thôi đấy. Qua bao năm mà cái nét Minh vẫn ngang ngược như vậy các bác nhỉ. Vừa đi ra ngoài, Doe liền cầm điện thoại anh thư ký lấy trộm lúc nãy kiểm tra thông tin thì biết được Minh sẽ có lịch bay đi Singapore. Tận dụng lúc Minh đi sinh, tối hôm đó, Doe lén lút về nhà cũ của mình, rõ ràng là nhà của mình mà phải về lén lún vậy đấy. Rõ khổ chỉ vì đam mê làm bot mà ra, chứ cứ làm top như bà admin phim 4G là cái nhà còn y thinh rồi, ahihi. Doe lục khắp phòng tìm kiếm cái thẻ ATM thì thấy cặp cốc tình nhân trước kia Doe làm vỡ đã được dán lại. Thấy đồi cốc là những ký ức đau thương phải làm thế thân cho Tong lại ùa về. Rồi chợt nghe có tiếng động, Doe nhanh chóng đứng lên coi là ai, thì ra là Son. Ai mượn chìa khóa nhà để đâu cũng nói hết cho mọi người biết nên Son mới biết chỗ mà quay lại nhà Doe đấy. Nhân lúc Son đang tiến lại gần, Doe liền đạp Son một cái ngã lăn quay rồi chạy đi. Tốn công sức cả đêm, làm trộm tại chính ngôi nhà của mình mà lại không tìm được thẻ ATM mới cay chứ. Nhưng vẫn may, không bị Son nhìn thấy mặt. Đúng lúc đó mẹ Doe lên cơn ho rồi ngất đi. Cái số anh Doe khổ như số chó, nợ ngập đầu mà mẹ còn bị bệnh phù phổi rồi liên quan đến thận. Anh Quýt liền an ủi Doe. Đang tâm sự thì anh Quýt có điện thoại liên quan đến Minh, có vấn đề gì đó với Minh nên anh Quýt phải chạy đi xử lý. Thì ra đó là chuyện hôm qua Son quay lại nhà của Doe. Minh bực tức vì Son đột nhập nhà của mình. Nhưng Son vẫn cãi lại, đó là nhà của Doe chứ không nhà của Minh. Hai cái đứa này không ai chịu nhường ai luôn, cứ gặp nhau là cái mỏ lại hoạt động hết công suất. Hôm qua trộm vào nhà nhưng mà Son về đúng lúc, nên trộm chỉ lấy được một ít tiền và vài giấy tờ. Anh Quýt hỏi Son về nhà đó làm gì, thì Son nói do nhớ anh Doe nên mới quay lại. Vì chuyện này liên quan đến người nổi tiếng nên không thể nhờ cảnh sát điều tra được. Minh nói sẽ để người của mình điều tra. Còn Doe thì đứng ở dưới nghe lén được toàn bộ câu chuyện, kỳ này tới công chuyện thật rồi phải tìm cách phi tang chứng cứ mới được. Doe đến thăm mẹ rồi an ủi, mọi chuyện đều đã có Doe lo. Nhưng chi phí điều trị cho mẹ lại là vấn đề lớn.
hết cách nên Duê lại phải gọi cho Chế Doi xin được làm diễn viên đóng thế cho Tong. Nhưng Doi nói Tong đã tìm được diễn viên đóng thế rồi. Vậy là Duê liền chạy đến phim trường tìm gặp. Sau khi thấy Duê, Tong nhìn từ phía sau body của Duê liền bảo Duê thử vai. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà anh Duê vẫn phải quay đầu làm diễn viên đóng thế cho cái tên mất dạy Tong này một lần nữa. Thì cũng vì tiền thôi nên Duê mới đành cam chịu hạ mình. Đúng lúc Duê diễn thì Minh cũng đến xem, nhìn từ phía sau lưng quả nhiên rất giống anh Tong, mà trình diễn còn xuất sắc nữa chứ. Minh nói, nếu mình là anh Tong thì sẽ chọn diễn viên đóng thế này, được thằng em vợ chỉ điểm, vậy là Tong quyết định nhận Duê ngay. Duê lại phải ký bản hợp đồng làm diễn viên đóng thế cho Tong lần nữa. Minh đi vào gặp Duê, thấy vậy Duê tìm cách chuồn đi nhưng bị Minh ngăn cản. Minh dò hỏi tại sao Duê lại diễn được tư thế của anh Tong, Duê liền ngập ngừng nói là do mình là fan của Tong, xem trên TV nên bức chắc. Đúng lúc đó Tong đi vào, Minh liền nói muốn diễn bộ phim này nên yêu cầu Tong viết thêm kịch bản cho mình. Duê đi về thì nghe thấy cuộc gọi điện thoại của Minh nói về điều tra vụ trộm đột nhập nhà cũ, có vẻ kẻ đột nhập vội quá nên chưa tiêu hủy chứng cứ, tối nay Minh sẽ đến đó để trông nhà cho mọi người ngày mai tới điều tra. Lo lắng sự việc bị bại lộ nên Duê đang phải vận dụng hết sự thông minh của bộ não để nghĩ cách thì tiếng của thư ký Jim làm hết cả hồn. Minh cũng đã phát hiện Duê núp sau chiếc xe. Sợ bị phát hiện nghe lén nên Duê liền nói đội nhân viên muốn mời Minh đi ăn liên hoan, nhưng tên Tong lại pha đám hỏi sao có tiệc nhân viên mà mình không biết. Thư ký Jim nói tối nay có việc, định từ chối hộ Minh nhưng Minh nói đã có lời mời thì phải tham gia chứ. Vậy là tên Tong đổ hứng đòi làm chủ trì cho cuộc liên hoan luôn. Đến bữa tiệc, Duê muốn Minh ngồi cạnh mình nhưng bị Tong hớt tay trên kéo Minh ngồi chỗ Tong. Duê tiến đến tiếp cận định pha rượu cho mọi người thì bị từ chối. Vậy là phải ra chỗ khác ngồi buồn như con chuồn chuồn một mình. Bỗng có một tên diễn viên quần chúng đến gạ gẫm Duê vui vẻ cùng mình. À thì ra là diễn viên quần chúng nên hắn ta muốn lột luôn quần Duê ra ấy mà. Những hành động này đã bị Minh nhìn thấy, Minh liền đến cảnh cáo thằng diễn viên tép rêu bằng ánh mắt hình viên đạn, dám giành trai của Chế. Rồi Minh kéo Duê về ngồi cạnh chỗ mình. Cái nét ghen tuông giữ bồ của anh Minh vẫn như cũ các bác nhỉ. Tong hỏi Minh kéo Duê đến đây làm gì. Mơ được ước thấy, Duê liền bảo đến để giải trí mua vui. Thế rồi Duê bắt đầu pha rượu cho mọi người. Mặc kệ anh thư ký can ngăn, Minh vẫn đồng ý uống rượu của Duê rót. Vậy là Duê rót rượu là phụ còn chuốc say mọi người là chính. Kết quả là Minh say quắc cần câu, còn anh thư ký thì bắt đền Duê vì đã chúc say Minh, nên yêu cầu Duê phải cùng mình đưa Minh về nhà. Không hiểu hai anh đỡ Minh về kiểu gì mà để Minh và Duê ngã vào nhau, Minh gọi tên Duê rồi cưỡng hôn. Anh thư ký thấy vậy liền 36 kế chuồn là thượng sách để mặc anh trụ ở lại phòng mà ăn chay lạ. Minh hôn xong ngất lăn quay ra đó, trước khi ngủ say vẫn kịp nói mình rất nhớ Duê. Sau khi đắp chăn cho Minh, mà nhìn cái tướng có giống như công chúa ngủ trong rừng không? Duê quay ra bắt gặp gương mặt người khác trong gương thì lại phải tự nhắc nhở bản thân người mà Minh nhớ dù là Duê nào cũng không phải là mình đâu. Duê về nhà cũ xóa hết dấu vân tay đi, thấy đôi cốc chó mèo lại nhớ đến câu nói khi say của Minh là rất nhớ Duê. Mặc dù vậy Duê vẫn phải tự trấn an bản thân, phải uống ngay vitamin A cho sáng mắt ra. Người duy nhất Minh yêu là thằng Tong mất dạy chứ không phải mình. Duê định đập đôi cốc đi nhưng vẫn là không nỡ, thôi lại lau sạch dấu vết vân tay rồi chuồn. Sáng hôm sau ở căn nhà cũ thì điều tra viên nói với Minh có vẻ hung thủ đã quay lại đêm qua để tiêu hủy chứng cứ. Và vấn đề nữa là cửa không bị cạy khóa, trừ khi hung thủ có chìa khóa dự phòng. Minh đang suy nghĩ người biết chìa khóa dự phòng ở đâu chỉ có một người, nhưng bị anh thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh hỏi đã liên lạc được với Duê chưa? Thì thư ký Jim bảo, không biết có phải vì chuyện đêm qua không mà không liên lạc được với Duê. Nhưng khi Minh nói chuyện đêm qua như thế nào thì thư ký lại ấp úng. Thì đêm qua anh cưỡng hôn, nút lưỡi người ta đó. Duê không nghe điện thoại của Jim vì đang bận về bệnh tình của mẹ. Bác sĩ nói mẹ Duê bị suy thận và phải lọc máu mỗi tuần. Anh quyết muốn để Duê làm diễn viên trong MV mới của Son. Son định từ chối nhưng khi thấy bóng lưng của Duê thì nói sẽ suy nghĩ lại. Duê thông báo bệnh tình của mẹ mình và chuyện mình nhận làm diễn viên đóng thế cho Tong cho anh quyết biết. Anh quyết cũng hiểu và an ủi Duê mà không quên nhắc nhở Tong là kẻ khốn nạn nên phải cẩn thận khi làm việc. Đúng là anh Duê hết khổ vì tình giờ lại khổ vì tiền. Duê đành phải gọi điện cho bộ phận kế toán của Tong xin ứng tiền. Còn Minh thì đang nhìn Duê từ xa và nghe báo cáo về bệnh tình của mẹ Duê, cũng như chi phí điều trị mỗi tháng tốn khoảng 20.000 baht, khoảng 14 triệu đồng. Có vẻ Duê không ứng tiền lương được, đang mơ màng thì suýt bị xe đâm. Son từ trên xe bước xuống đỡ Duê rồi bảo mình có chuyện muốn nói với Duê. Son hỏi tại sao Duê không nói gì về tình trạng bệnh tình của mẹ với mình. Nhưng Duê nói mình không muốn làm phiền ai hay bắt ép Son đồng ý nhận Duê đóng MV chỉ vì hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là khi Son không thích mình cho lắm. Nhưng Son nói, chỉ không thích người giống cờ rớt cũ thôi. Son định cho Duê mượn tiền điều trị cho mẹ nhưng Duê từ chối. Duê không muốn kéo Son vào rắc rối. Những gì Duê nói khiến Son phải cảm thán rằng Duê rất giống với anh ấy. Còn anh ấy là ai thì các bác tự biết rồi nhé. Son nói mình chọn Duê đóng MV cho mình. Nhưng bây giờ Son có việc về trước nên Duê đành xuống xe. Duê vừa ra khỏi xe là Minh gọi điện đòi gặp Duê ở căn hộ nhưng Duê nói mình không rảnh rồi tắt máy. Thế là Minh chạy xe ra chặn đường của Duê luôn rồi đòi đưa Duê về nhà. Đấy anh Duê đắt sâu qua cả nhà, hết em này rước là tới em khác. Đưa về nhà rồi mà vẫn không buông tha cho người ta. Minh hỏi đêm đó Duê đưa Minh lên giường phải không? Minh hỏi đêm đó mình có làm gì Duê không? Nhưng Duê nói hôm đó Duê cũng say nên không nhớ gì cả. Rồi Minh cưỡng hôn Duê chỉ để gợi lại ký ức tối đêm đó. Duê tức giận hỏi Minh muốn làm gì. Thì
thì Minh hỏi Doe có muốn nổi tiếng không, Minh có thể cho Doe diễn dự án nào cũng được hết, chỉ cần Doe đến ở với Minh. Khi Doe hỏi tại sao Minh lại chọn mình thì Minh nói vì Doe giống một người mà Minh quen biết và muốn Doe làm thế thân cho anh ấy. Anh Minh vô sỉ khi lại bắt Doe làm thế thân cho người trong lòng một lần nữa, lại còn dùng tiền mua người ta nữa chứ. Doe lại nhớ lại ký ức đã làm thế thân cho Tòng mà Doe tức giận nắm cổ áo của Minh, nhưng không làm gì được đành bất lực đuổi Minh đi. Minh đúng là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên nên trước khi đi vẫn không quên nói với Doe không có điều gì Minh muốn mà không được. Mặc cho anh thư ký bảo còn nhiều trai khác ngon hơn nhưng Minh vẫn chỉ cảm thán một câu nói, giống quá. Thì đó là linh hồn anh Doe bổ cũ của anh chứ ai, không giống sao được. Doe nghĩ đến một đống tiền đang đè đầu cưỡi cổ mình, nào là tiền trả nợ, tiền viện phí, tiền chạy thận cho mẹ. Lại nhớ đến ký ức trước kia làm thế thân cho Tòng, lại suy nghĩ đến lời nói của mình, vậy là Doe ba chân bốn cẳng chạy ra tìm Minh. Khi con người ta ở bước đường cùng thì đều phải lựa chọn thôi. Doe ra giá 5 triệu bát ba tỏi rưỡi và một ngôi nhà cho mẹ để đổi lại một năm cuộc đời của Doe. Minh hỏi Doe đáng giá đến vậy sao, Doe thách thức nói Minh nghĩ thế nào. Vậy là Minh tiến đến cưỡng hôn Doe, nhưng lần này có sự đá lưỡi lại của Doe nha. Minh nói Doe nên làm quen dần đi vì một năm nữa, kể từ lúc này Doe sẽ bị nhiều hơn thế này. Vậy là chốt deal, một năm Doe làm trai bao cho Minh nha cả nhà. Mà em không hiểu Son cho mượn tiền thì Doe chê, rồi lại chịu làm trai bao cho Minh. Ủa là sao? Hay anh Doe muốn đổi nghề? Sau khi vụ trao đổi trị giá 5 triệu bát cùng một ngôi nhà để đổi lấy đời trai Doe một năm, chốt deal xong là Doe dẫn mẹ đến nhà mới ở ngay và luôn. Mẹ Doe tò mò sao thằng con trai mình lắm tiền thế? Thì Doe nói mình mượn tiền bạn, bạn Doe là ngôi sao nổi tiếng, nhà nó giàu lắm, ba đời ăn không hết đâu. Mẹ Doe hỏi có phải là than không? Thì Doe hỏi than nào? Mẹ Doe nói than cùng công ty người mẫu với Doe. Nhưng Doe ngơ ngác như con ai tơ vì có biết than là cái thằng nào đâu. Đúng lúc đó thì Minh nhắn tin cho Doe, hẹn đêm nay ự với nhau. Buổi tối, tại nhà của Minh sau khi Minh tắm xong thì đi ra, rồi quăng cái khăn tắm cho Doe, kêu đi tắm đi. Doe tắm xong, nhìn vào gương mặt của Doe mà mình đang thế thân trong gương mà nói, xin lỗi, coi như bán thân đời trai để giúp đỡ mẹ chúng ta đi. Doe quấn mỗi cái khăn tắm đi ra ngoài, Minh ra lệnh cho Doe đi lại chỗ mình, rồi từ từ Minh bắt đầu tìm hiểu cơ thể Doe. Vẫn là cái tư thế hoạt động từ sau lưng, còn Doe thì chỉ biết đứng bám cửa sổ thôi. Nhưng rồi khi hình ảnh Minh làm tình cùng Doe cũ ùa về, cùng với câu hỏi Minh thích tư thế ở phía sau à, là Minh mất hứng mà dừng lại, rồi leo lên giường nằm. Doe gọi Minh nhưng Minh không nói gì. Ơ cái thằng, đang chuẩn bị tư thế ngực tấn công mồm phòng thủ mà lại dừng, là thế nào? Vậy là Doe xin phép đi về, nhưng Minh nói Doe ở lại bên cạnh. Doe nằm xuống bên cạnh Minh, nhưng Doe còn giận nên vẫn là quay lưng với Minh nha. Anh Minh chấp niệm cái tấm lưng của Doe thế nhỉ? Rồi Minh ôm Doe từ sau lưng mà ngủ ngon lành. Ngủ trưng thay nịt mắt, tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng Doe đâu cả. Minh dậy đi tìm Doe thì thấy Doe đang đứng bếp nấu ăn. Lại chợt nhớ ra hình ảnh bóng lưng Doe cũ cũng nấu mì cho Minh ăn năm xưa, nhưng hôm nay Doe mới không ngu gì mà nấu mì để bị lộ, Doe chỉ làm món bánh mì để Minh ăn sáng thôi. Doe có tin nhắn thì mới nhớ ra nay có lịch quay MV nên phải xách đít đi ngay. Minh chỉ kịp nói một câu với Doe, nhớ về sớm, em đợi đấy. Doe chạy tới đoàn phim xin lỗi rối rít vì đã đến trễ, còn tưởng mình chỉ là nhân vật, nhưng Son nói đã thêm kịch bản cho Doe làm nhân vật chính, làm người yêu của Son trong MV luôn rồi. Quay MV xong thì Son đến bàn đòi ngồi ăn cùng Doe, Doe định từ chối nhưng Son vẫn ngang ngược đặt đít xuống ngồi cùng. Son hỏi Doe có biết diễn viên đóng thế Doe không? Nhà cũ của Doe bị trộm đột nhập đấy. Doe nghe xong mà không biết nói gì, chỉ cảm thán người chết rồi mà vẫn xui thế. Đúng lúc điện thoại của Minh gọi đến, Minh tra khảo Doe đang ở đâu, Doe nói mình ở phim trường thì Minh hỏi tại sao không nói cho him biết là đi quay MV với Son. Son cũng không hiền, giành điện thoại của Doe rồi nói chuyện khiêu khích Minh, thế là Doe phải giật lại điện thoại rồi chạy ra chỗ khác để nói chuyện. Minh bắt Doe không được dây dưa với Son nữa vì Minh là người bao nuôi Doe. Doe bất lực chỉ biết nghe lời, dù sao cũng nhận tiền rồi mà, làm gì cũng phải có trách nhiệm với công việc mới được. Doe đến công ty để trao đổi về dự án của Tòng, nghe xong anh Quýt cũng đòi tham gia cùng vì sợ tên Tòng lại bày trò hãm hại Doe mới. Đến nơi, mới biết đây là dự án phần tiếp theo của bộ phim đầu tiên làm nên tên tuổi của Tòng. Anh Quýt hỏi Doe tại sao không nói là dự án này. Thì Doe cũng ngơ ngác, bảo hôm nay em mới biết, cái bọn này làm ăn không có kế hoạch gì cả. Phần này đạo diễn muốn Doe diễn thay cảnh đấu kiếm thay Tòng với cả đám trai lực lưỡng khoai to. Cảnh này là cảnh tạo nên danh tiếng của Tòng ở phần, nên kêu Doe phải làm tốt, không được làm ảnh hưởng đến tên tuổi ngôi sao của Tòng. Đạo diễn đã chốt sẽ quay ở địa điểm cũ, nên mọi người sắp xếp đi quay. Anh Quýt có việc nên đi về trước, đúng lúc đó tên Than chạy ra hỏi chuyện tại sao Doe ở đây, biết mình ở đây nên mới đến đúng không? Doe hỏi Than là ai? Than tưởng Doe đang đùa mình, nhưng Doe nói mình bị thương nên không nhớ gì cả. Đã nói không nhớ rồi mà cái thằng Than này mặt vẫn nhơn nhơn trêu người, nói mình sẽ giả vờ tin Doe mất trí nhớ cũng được, rồi giới thiệu Than là diễn viên phụ, hồi trước là bạn của Doe. Thì ra đây là tên Than mà mẹ Doe đã nhắc tới đó hả? Doe sẽ đi quay ở tỉnh một tuần nên gấp hành lý và tạm biệt mẹ. Doe kể chuyện nay gặp tên Than thì mẹ Doe nói cậu ấy là người không nên quen biết. Doe hỏi đó là người yêu cũ của Doe đúng không? Mẹ Doe kể, 2 năm trước vì yêu Than nên hai mẹ con cãi nhau, rồi Doe nhảy xuống sông tự tử, thì ra vụ tai nạn của Doe mới là vì thất tình à. Thế là sau khi Doe tỉnh lại, mẹ Doe tự hứa sẽ đồng ý cho Doe hẹn hò với ai cũng được, không cần biết là trai hay gái, nhưng miễn không phải là cái thằng Than mắt dạy kia là ok.
vì hắn ta đã lợi dụng Joe để vào ngành giải trí, rồi khi có danh tiếng lại rời bỏ Joe, 2 năm hôn mê mà thằng đó chưa từng đến thăm Joe lần nào cả. Joe nói mẹ yên tâm, vì giờ đây Joe chỉ yêu thương mẹ nhất thôi. Thế chứng tỏ Joe mới này cũng ngu vì tình bỏ mẹ các bác ạ. Hai anh Joe này ngoài trùng tên thì còn giống nhau cả cái thói lụy tình nữa mới đau. Đúng lúc đó thì tin nhắn của Minh tới, nói tối nay có chuyện muốn nói với Joe. Đến tối Joe đến tìm Minh thì Minh hỏi tại sao Joe không nói chuyện 2 năm trước Joe bị tai nạn. Minh hỏi Joe có nhớ ngày bị tai nạn không? Joe nói không nhớ thì Minh nói đó là ngày 13 tháng 8, mà đó chính là ngày Joe cũ cũng bị tai nạn rơi xuống vực. Joe nói đúng là mình bị tai nạn, nhưng không nhớ ngày tháng. Minh hỏi Joe lúc hôn mê có mơ thấy ai không? Joe tức giận, nói rốt cuộc Minh muốn gì ở mình. Chắc thấy mình tra hỏi vô lý quá nên Minh không nói gì nữa mà kêu Joe đi sắp xếp hành lý cho mình. Khi Joe sắp xếp hành lý thì phát hiện ra chiếc đồng hồ mà Joe đã tặng Minh hồi trước. Đúng lúc Minh đi vào hỏi Joe đang làm gì, Joe bảo mình chỉ đang tìm tăm bông thôi. Minh giật chiếc hộp đồng hồ trên tay Joe rồi đuổi Joe ra khỏi phòng. Cái nét ngang ngược của Minh thật là muốn cầm búa đập cho vài cái mà. Minh cầm hộp đồng hồ lại nhớ tới kỷ niệm của mình và Joe. Joe chở Minh đến phim trường nhưng dừng xe ở xa rồi xuống đi bộ đến chỗ nhân viên. Minh hỏi tại sao, thì Joe nói không muốn mọi người có cái nhìn không tốt về chúng ta. Joe xuống nhà ăn thì thấy Minh và Tom đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Joe đi lấy đồ ăn thì Than đến tiếp cận, nhưng Joe nói không cần làm quen đâu vì dù sao Joe cũng không nhớ ra Than là thằng nào cả. Đã từ chối mà tên này cứ bám dai như đỉa đói thế. Điều này khiến Joe bắt đầu không vui. Tên Than lại còn cố tình cầm tay Joe nữa, mà cảnh này đã đập vào mắt Minh, khiến Minh không tập trung nói chuyện với Tom. Rồi Minh xin phép đi qua giành lại anh boss của mình. Cái nét ghen hoạn thư của Minh khỏi phải nói. Minh tìm gặp Joe hỏi Joe quen biết cái thằng kia. Joe nói Than kể hai người là bạn nhưng mà Joe không nhớ là ai. Joe hỏi Minh có chuyện gì không thì Minh kêu tối nay Joe đến ngủ cùng mình. Joe từ chối vì không muốn bị mọi người bàn tán, nhưng với cái nét bố thiên hạ mẹ thiên nhiên của mình thì Minh mặc kệ chính xanh. Joe tức giận, nói Minh để Joe thuận tiện làm việc đi. Đúng lúc đó thì nhân viên đến kêu Joe vào chuẩn bị cảnh quay. Đạo diễn trao đổi về cảnh quay với Joe, nếu muốn giống như cảnh quay trong phần 1 thì Joe kêu đạo diễn nên đặt trục quay ra bên kia mới đúng. Nhưng anh đạo diễn nói chính Tông bảo đặt vậy mà, đúng lúc anh trai ra, kêu Joe nói đúng rồi đấy, vì cảnh quay lần trước anh trai có mặt ở phim trường mà. Nhưng Tông muốn làm thế thì nghe theo Tông vậy. Anh trai hỏi tại sao Joe biết chuyện đặt trục quay chỗ khác, thì Joe nói mình chỉ đoán bừa thôi. Đến tối Joe vừa mới tắm xong thì nhận tin nhắn của Minh, kêu Joe đến phòng Minh. Joe không thèm trả lời, còn Than mở cửa bước vào khiến Joe ngạc nhiên. Thì ra Tông thấy Joe thân mật quá mức với Minh nên cố tình sai Than đến chia rẽ hai người đó ra. Than nói mình là bạn cùng phòng của Joe. Than đòi ăn mừng uống bia với Joe nhưng Joe từ chối vì mai còn có cảnh quay. Tên Than nhiều chuyện lại hỏi thăm mối quan hệ của Minh và Joe, khiến Joe bực mình sao cái thằng này thích xía vào chuyện người khác thế nhỉ? Nhìn cái mặt thằng trà xanh này thấy mà ghét, Than kêu để mình gợi lại ký ức cho Joe nhớ, rủ dê Joe vui vẻ cùng mình, rồi đè Joe ra mà hấp diêm. Đúng lúc đó Minh mở cửa xông vào, đẩy con trà xanh không độ ra mà nói, không được đụng vào người của tao, rồi kéo Joe đi. Minh kéo Joe đi về phòng, giận dữ nói Joe phải biết bây giờ Joe thuộc về ai, nếu có ham muốn quá thì cũng phải kiềm chế bản thân lại. Anh Minh nói hơi quá lời rồi đấy nha. Joe nói mình không phải là người như vậy, chính Than đè mình đòi hấp diêm chứ Joe có biết cái gì đâu. Minh nói đừng tưởng không biết hai người là người yêu cũ của nhau, nhưng Joe nói đó là quá khứ rồi, mà Joe còn chẳng nhớ gì cả. Joe nói Minh bình tĩnh lại, hiểu lầm xa quá rồi đấy. Joe nói cảm nhận được Than lấy chuyện của Minh ra để đe dọa Joe, có thể Than bị người khác đe dọa về việc không thích Joe ở cạnh Minh. Minh hỏi ai là người có gan hùm như vậy thì Joe nói chỉ có thể là Tông thôi. Nhưng Minh không tin mà kêu Joe cẩn thận mồm miệng vì Tông không quan tâm loại người như Joe đâu. Joe tức giận nói, đúng rồi, vì mấy người là gia đình mới biết rõ nhau mà. Minh đẩy Joe xuống ghế mà nói, mình mua Joe là để Joe vẫy đuôi như chó cho mình chứ không phải cắn lại chủ như này. Joe tức giận thách thức Minh, nói thì làm đi, ra lệnh cho Joe đi. Minh muốn Joe làm con chó mà Minh lại vồ vập định cưỡng bức Joe. Trước sự bất lực không thể phản kháng của mình, Joe chỉ có thể cam chịu để Minh cưỡng bức, nước mắt của anh đã lăn dài trên má. Em coi mà tội nghiệp cho anh Joe dễ sợ, ham làm boss chi rồi giờ khổ đến vậy. Đã một lần bị giày vò vì Minh rồi, giờ đổi thành hình hài khác lại tiếp tục bị Minh giày vò. Quá là khổ cho thân phận thấp cổ bé miệng của anh Joe mà. Đúng lúc cao trào thì tên Tông gõ cửa, Minh phải dừng lại mở cửa. Tông hỏi có chuyện gì mà rên la to thế, thì Minh nói không có chuyện gì cả. Còn Joe bực mình đi về phòng trước sự ngơ ngác của Tông và Minh. Đang bực, về phòng lại thấy tên Than khốn nạn ngồi đó, thế là Joe tức điên đuổi thẳng cổ Than ra khỏi phòng. Tên Tông lại bắt đầu định thao túng tâm lý Minh đấy à? Nhưng đến bố mẹ nói, Minh còn không nghe, Tông chỉ là anh rể tép dìu nó làm sao được. Tông hỏi có phải vì Joe nên mình mới cứng đầu với Tông như vậy không? Minh cảnh cáo Tông không được nhắc tới Joe. Tông nói Joe đã chết rồi, bây giờ Minh còn định mang người khác đến làm thế thân cho Joe nữa hả? Minh tức giận nói, chính Minh và Tông đã khiến Joe như vậy, để là anh rể nên không trách đấy. Nếu còn nhắc đến Joe nữa là Minh không bỏ qua đâu. Vừa lòng em lắm, phải cho tên Tông này bài học anh Minh ạ. Tông đành phải xách đít đi về trước sự đuổi khéo của Minh. Còn Minh ở lại một mình, nói là Joe chưa chết, chắc chắn Minh sẽ tìm được Joe.
Trong lúc này thì Duy đang ở phòng mà nước mắt rơi. Vì chữ hiếu với mẹ nên anh phải cam chịu sự nhục nhã này. Sáng hôm sau, Duy đang uống cà phê thì Minh đến kêu Duy pha cho mình một ly. Vì lỡ cầm tiền rồi nên nể lắm Duy mới pha cho đấy, chứ Duy đang giận dữ lắm. Minh đang định nói chuyện với Duy thì Duy kêu mình phải đi làm việc, rồi xách đít đi mất. Minh nghe được câu chuyện chú trai nói với mấy anh làm phim về cảnh diễn đấu kiếm nổi tiếng. Nếu để Tong diễn thì cũng không diễn nổi cảnh quan trọng đó đâu. Vậy là Minh đến hỏi chú trai về việc phần một anh Tong không tự diễn cảnh đấu kiếm à? Chú trai định không nói nhưng bị cái nét ngang ngược của Minh bắt chú phải nói. Công ty lừa dối khán giả thôi, chứ người diễn cảnh đó chính là diễn viên đóng thế. Và vì là diễn viên đóng thế mới nên không có tiếng nói, mới không được để lại tên trên phim, đổi lại sẽ được làm diễn viên đóng thế thường trực cho Tong. Anh Minh đã sáng mắt ra chưa? Cái bóng lưng mà anh thầm thương trộm nhớ lâu nay chính là của Duy, chứ đâu ra của thằng Tong mất dạy đó chứ. Minh thẫn thờ nhìn bóng lưng của Duy mà nhớ lại những kỷ niệm xưa, Minh lỡ làm Duy đau lòng khi để Duy làm thế thân cho Tong trong chuyện tình cảm. Rồi Minh khóc lóc chạy đến ôm Duy từ đằng sau nói xin lỗi, thì ra đó vẫn luôn là Duy. Rồi kêu anh quay về với em đi, anh quay về với em đi. Còn mọi người thì sốc nặng, mắt chữ A mồm chữ O vì chỗ đang quay cảnh quan trọng mà cái thằng này nhảy vào phá đám thế. Nhưng để mặt nó là nhà đầu tư nên ai cũng im lặng không dám đuổi Minh vào. Sau ngày hôm đó, Minh giữ khoảng cách với Duy, lúc đó Duy còn nghĩ Minh đã nhận ra mình, nhưng thật ra chỉ là dùng bóng lưng của Duy để làm thế thân cho người khác như trước kia đã từng làm thôi. Thấy cảnh Duy bị đánh hội đồng mà Minh không nhìn nổi, liền đi ra chỗ khác. Còn cái thằng Tong mất dạy bắt Duy diễn lại lần nữa để bị đánh chơi, đúng là số đen như số chó mà. Duy lại trở về làm thế thân để giải tỏa cảm xúc cho hai người từng hại chết Duy. Duy đang dọn đồ chuẩn bị về thì Minh gõ cửa đến tìm, Minh kêu Duy về với mình, nhưng Duy nói mình sẽ về cùng nhân viên. Minh hỏi mẹ Duy ở nhà đúng không? Mình sẽ đến chào hỏi mẹ Duy. Duy và Minh cùng về nhà gặp mẹ. Gặp mẹ Duy cái là Minh biến thành hoa hậu thân thiện liền, còn mang thuốc bổ máu cho bà mẹ vợ tương lai, đúng là con rể tốt của mẹ. Đến thăm mẹ là phụ, còn hỏi chuyện về Duy là chính. Mẹ Duy nói ngày xưa Duy bướng bỉnh lắm, nhưng giờ thay đổi rồi. Minh hỏi tại sao lại vậy? Mẹ Duy nói, sau khi tỉnh dậy Duy ngoan hẳn, như biến thành một người khác vậy. Chỉ sợ mẹ nói nhiều làm lộ chuyện nên Duy phải kêu mẹ đi chạy thận ngay. Duy hỏi, có vẻ Minh quan tâm đến chuyện của mình nhỉ? Còn Minh lại nói, có vẻ Duy không muốn cho mình biết chuyện của Duy. Minh hỏi tại sao Ray biết cảnh đấu kiếm ở phần 1 phải quay như thế nào? Duy nói mình đoán linh tinh thôi. Minh hỏi Duy biết Tong không diễn cảnh đây đúng không? Người biết chuyện này có tên giống Duy, hình thể giống Duy và bị tai nạn chung ngày với Duy. Tất cả chuyện này chỉ là tình cờ thôi sao? Duy nói không biết gì, không biết Minh muốn nói gì, hay ý Minh là Duy và người đó là một sao? Nghe xong cứng họng, không biết nói gì, thế là Minh liền đi về. Duy thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị bại lộ thân phận rồi. Minh đi về liền gọi cho thư ký Jim muốn đi gặp một người. Người mà Minh muốn gặp chính là ông thầy thông thái trong rừng. Minh nói mình đã gặp một người rất giống Duy. Ông thầy nói họ có thể là một người nhưng Minh không tin chuyện đó. Ông thầy nói Duy chưa chết nhưng không có nghĩa là còn sống. Minh kêu muốn biết Duy ở đâu, nhưng ông thầy bắt Minh ngồi thiền thì mới nói. Chúng ngay thanh niên hổ báo cáo trồn, Minh nhất quyết không chịu mà xách cái đít đi về, tự mình tìm đáp án. Ray đưa mẹ đến bệnh viện chạy thận thì anh Quýt đến hỏi thăm. Sau đó anh Quýt nói chuyện với Duy về chuyện tin đồn của Duy với Minh. Anh Quýt hỏi về chuyện này thì Duy nói đang được Minh bao nuôi. Anh Quýt chửi Duy ngu hay sao mà làm vậy? Thì Duy nói làm vì tiền, vì mẹ của mình. Anh Quýt nói chuyện mình đã đi xem máy quay giám sát về việc nhà Duy cũng bị trộm, nhưng không có ai đáng nghi cả, cứ như hồn ma Duy về nhà vậy. Và chuyện lạ nữa là Duy biết vợ Jojo nấu canh bún rất ngon, đổ thừa anh Quýt nói, trong khi anh Quýt không nói điều đó bao giờ, tại sao Duy phải nói dối? Duy nói do mình nhớ nhầm thôi. Anh Quýt chất vấn tiếp, nhớ nhầm như chuyện con sinh đôi của anh à? Anh Quýt tra hỏi Duy là ai mà lại giống người mà anh Quýt quen biết vậy? Đúng lúc đó, Minh gọi đến, vậy là Duy xin phép đi trước. Anh Quýt cũng bỏ qua rồi nói, ngày mốt có sự kiện kiếm ra tiền, rủ Duy đi, nhưng Duy từ chối vì bận việc rồi. Duy đến nhà Minh, Minh kêu Duy nấu gì đó cho mình ăn, Duy nói để mình đặt Grab cho nhanh, nhưng Minh kêu muốn ăn đồ Duy nấu. Còn tưởng anh Minh chuẩn bị gì, thì ra là bắt Duy nấu mì gói cho mình à? Vẫn là cái bóng lưng nấu ăn quen thuộc đó, làm Minh nhớ đến lúc Duy nấu mì cho mình trước kia, bát mì cá mời ba cô gái và đập thêm một quả trứng vào. Duy nấu xong bát mì cá, khi Minh đang định ăn thì Duy nói chờ đã, rồi đập quả trứng vào bát mì. Một pha tự hủy cực mạnh đến từ anh Duy, mắc cái nét gì mà đập trứng vào làm gì vậy? Khác nào chứng minh mình là Duy cũ à? Duy hỏi ngon không? Thì Minh nói giống mùi vị đã từng ăn. Duy định nói mì thì ai nấu cũng như nhau thôi, nhưng Minh nói có một số thứ mùi vị chắc chắn không giống nhau. Duy không hiểu, thì Minh nói ăn xong là biết thôi. Duy đang tắm ngâm buồn thư thái thì Minh đi vào rồi ngồi đằng sau Duy. Minh hỏi rốt cuộc Duy là ai mà lại giống anh ấy đến vậy? Minh kêu Duy nói sự thật cho mình biết đi, chứ hết chịu nổi rồi. Duy nói nếu mình nói mình là anh ấy thì Minh sẽ tin à? Chuyện như thế này sao có thể xảy ra được chứ? Minh chấp nhận đi, Duy đã chết rồi. Minh tức giận nói anh ấy chưa chết, rồi đuổi Duy ra ngoài. Nhìn Minh khóc lóc trong phòng tắm còn Duy buồn bã rời đi. Duy đến thăm mộ bố mẹ, đúng lúc đó thì Son và anh Quýt đến bắt quả tang ngay tại trận. Anh Quýt mới đến mà đã đấm cho Duy một cái, rồi trách Duy tại sao không nghe lời mình, sao không nói sự thật cho anh biết. Mọi người rất nhớ Duy. Tức giận là vậy nhưng rồi anh Quýt cũng ôm Duy mà nói Duy đã trở về rồi. Anh Quýt hỏi tại sao Duy không nói với mình lúc ở bệnh viện.
rồi doe diễn cái cảnh nếu nói ra lúc ở bệnh viện thì có người điên mới tin, đến anh Quýt thấy vậy còn bảo lúc đó sẽ dẫn doe vào khoa não chụp CT luôn thì làm sao mà nói được chứ. Anh Quýt nói mãi mới gặp được nhau mà còn gặp đông đủ luôn, không biết ai viết kịch bản. Doe nói chắc do mình chưa trả hết nghiệp cho những người đó, nhưng yên tâm, bây giờ doe biết mục tiêu mình làm vì ai rồi, chính là mẹ Inh đó. Mọi người ăn mừng vì Doe vẫn còn sống. Doe tâm sự, vẫn hy vọng thân thể của mình vẫn còn nguyên vẹn, hoặc nằm thực vật ở nơi nào đó để có một ngày Doe được trở lại thân thể trước kia. Anh Quýt dập tắt hy vọng xăm xí ngay của thằng đệ, nói Doe xem phim con heo nhiều quá rồi đấy. Son đưa Ray về rồi xin phép vào chào hỏi mẹ Inh. Có Son cái là mẹ Inh lơ đẹp Doe luôn. Doe tiễn Son về, Son nói muốn trả nợ cho Doe, nhưng Doe không đồng ý, vì mình phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Son hỏi, Doe nghĩ vậy hay vì Doe vẫn còn tình cảm với mình? Doe nói tình cảm đã chết cùng thân thể cũ rồi, nên lần này không để bản thân chịu tổn thương như vậy đâu. Son nói mình chưa bao giờ quên Doe. Ôi anh Son đẹp trai trung tình nhưng chỉ là nam phụ thôi, đúng kiểu nam chính là dành cho nữ chính, à không, là dành cho một nam chính khác, còn nam phụ là để chúng ta yêu mà. Mình đến gặp ông thầy, nói nếu mình chịu ngồi thiền thì thầy sẽ nói con biết Doe ở đâu đúng không? Mình ngồi thiền mà nghĩ lại những chuyện liên quan đến Doe mới. Đến khi tỉnh thì ông thầy hỏi đã tìm thấy đáp án rồi à? Nhưng mình nói chỉ toàn thấy câu hỏi mà không thể xảy ra được. Ông thầy nói là đáp án đã rõ ràng mà không dám thừa nhận thôi. Nhưng mình nói những đáp án đó quá mức để có thể tin được. Ông thầy nói, có những cái không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Doe đưa mẹ đi chữa bệnh, thấy tâm trạng Doe dạo này tốt mẹ hỏi có phải do Son không? Mẹ nhìn ra Son thích con trai mẹ đấy nhé. Hỏi Doe có thích Son không? Thì Doe nói, mình không có thời gian quan tâm người khác đâu. Trả lời cái kiểu này có nghĩa là Doe chỉ coi Son là em trai thôi đấy mẹ à? Mẹ Doe ủng hộ con trai mình chơi bê đề, dù người đó là ai, chỉ cần chăm sóc tốt cho Doe là được rồi. Đang tâm sự với mẹ thì Minh nhắn tin gọi Doe đến gặp ở phòng gấp. Đúng là bỏ tiền ra bao nuôi có khác, thích gọi lúc nào thì gọi, mày không đến tao tịch thu tiền lại hết. Doe đến thì gặp thư ký Jim và anh trai của Minh tên là Mai. Mai nhắc nhở về mối quan hệ của Minh và Doe, Doe nói mình chỉ là đồ chơi đùa của Minh thôi. Anh yên tâm, một năm sau Doe sẽ không xuất hiện trước Minh nữa. Đúng lúc đó Minh đi vào, Minh hỏi tại sao Mai lại ở đây, tại sao xen vào chuyện riêng của Minh. Thấy hai anh em chuẩn bị cãi nhau, Doe xin phép đi trước, nhưng Minh giữ Doe lại, bắt Doe đi cùng mình. Minh dẫn Doe đến hầm gửi xe, đứng trước con xe cũ của mình mà Doe phải giả bộ hỏi xe của ai vậy. Minh kêu Doe chở mình đi đâu cũng được. Trên xe, Doe nói mình không biết đưa mình đi đâu cả. Minh nói có một chỗ mình muốn đến. Thì ra chỗ đó là nhà cũ của Doe, mình muốn lên đó, Doe cũng phải đi theo. Doe nói thấy có vẻ nguy hiểm, kêu Minh về, thì Minh cưỡng hôn Doe luôn. Lại nhớ cảnh cũ, lần gặp nhau đầu tiên, hai đứa cũng lao vào nhau như thế. Thế là máu dâm lại nổi lên, hai anh lao vào nhau vồ vào nhau mà tập thể dục, tốc độ ánh sáng cũng không nhanh bằng tốc độ cởi đồ của hai anh. Vẫn là cái tư thế sau lưng đó, trong lúc hưng phấn Doe đã hắt xì một cái. Doe tự trách bản thân, không thể tách biệt được cảm xúc của bản thân với cảm xúc của cơ thể này nữa, nhưng dù sao nó cũng không còn quan trọng nữa rồi vì anh chàng đã lên đỉnh và hắt xì. Mà cái nét lết đỉnh phải hắt xì một cái chỉ có anh Doe cũ nhà ta mới có, thế là Minh chắc chắn 100% đây chính là Doe mà mình nhớ mong từng ngày, chứ không ai khác. Trông có khác đôi vợ chồng trẻ mới cưới không, tình chàng ý thiếp, quất nhau xong là nằm gối đầu lên đít nhau. Minh hỏi Doe có nghe anh Quýt kể chuyện nhà này bị đột nhập không? Minh nói hung thủ có chìa khóa dự phòng để vào nhà, mà trên thế giới này chỉ có 3 người biết chìa khóa dự phòng ở đâu, là Minh, Son và Doe. Minh hỏi, đúng không anh Doe? Doe nói Minh đừng nói đùa nữa, Doe đã chết rồi. Minh nói anh Doe chưa chết mà đã trở về trong thân thể mới. Doe định cãi lại thì Minh nói, dù miệng Doe nói như nào, nhưng cơ thể Doe đã tố cáo cả rồi. Người hắt xì khi thỏa mãn trong cuộc đời Minh chỉ có mình Doe thôi. Đúng lúc đó thư ký Jim gọi đến thông báo tin sốc giật gân, đã tìm thấy xác của Doe rồi. Sau khi nhận được tin báo đã tìm thấy xác của Doe thì Minh vội vã đến bệnh viện để xác nhận. Còn Doe sau khi hóng hớt được chuyện cũng muốn đến tận nơi nhìn xem đó có phải là thân xác của mình không. Doe được Son và anh Quýt đưa đến bệnh viện để xác nhận, nhưng thư ký Jim không cho vào vì đang đợi cơ quan chức năng xét nghiệm DNA, bao giờ có thông tin sẽ thông báo sau. Minh gọi cho ông thầy mù hỏi, tại sao lại lừa Minh, thầy khiến Minh tin rằng Doe hiện tại chính là Doe trước kia, trong khi bây giờ đã tìm thấy thân xác của Doe cũ rồi. Mặc dù ông thầy bảo có những thứ không thể nhìn bằng mắt thường được nhưng Minh không chịu nghe mà nói, từ nay sẽ không tin thầy nữa. Đến tối khi ngồi cùng nhau, Doe hỏi anh Quýt tại sao lại đưa nhà và xe của Doe cho Minh. Anh Quýt kể, sau khi Doe mất tích anh Quýt có gọi những người họ hàng của Doe nhưng bọn họ chỉ muốn chiếm tài sản của Doe thôi nên Minh đã đứng ra để trông nom tài sản cho Doe. Doe thắc mắc tại sao Minh lại giữ đồ giúp mình làm gì thì Son đã nhanh miệng nói do mình cảm thấy tội lỗi nên mới làm vậy thôi. Nghe Son nói vậy nên Doe cũng tin như thế. Minh thì đứng cạnh xác của Doe như người mất hồn, đến khi thư ký Jim đi vào nói đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi thì thẫn thờ cầm tờ giấy. Khi mọi người đang ngủ say, Doe liền lén đi đến phòng xác, muốn vào xem nhưng bị thư ký Jim ngăn cản lại. Thư ký Jim nói đã có kết quả DNA nên Minh cấm mọi người vào trong phòng.
Doe rằng có đẩy thư ký Jim ra rồi chạy vào phòng thì thấy Minh đang ngồi như người vô hồn không cảm xúc. Doe xem kết quả trên tờ giấy xét nghiệm thì cũng gục ngã ngay tại chỗ, chính xác đó là thân xác cũ của Doe rồi. Sáng sớm, anh Quýt và Sôn cùng an ủi Doe và nói để mọi chuyện hai người xử lý cho. Nhưng Doe nói mình đã ok rồi, coi như bắt đầu bằng một cuộc sống mới thôi. Sôn nói, vì đã có giấy chứng tử rồi nên tài sản của Doe sẽ rơi vào tay họ hàng thôi. Minh dù có quyền lực đến đâu cũng không gờ làm gì được. Nhưng Doe nói, cũng không có cách nào lấy lại được đồ đạc của mình. Yên tâm, có đại gia Sôn bảo kê, sẽ mua lại tài sản cho anh nha. Anh Quýt nói Minh định tổ chức tang lễ cho Doe ở ngôi chùa gần đây. Mọi người quyết định sẽ đi tiễn thân xác của Doe lần cuối. Doe định đi cùng nhưng anh Quýt ngăn cản vì không ai đi dự đám tang của chính mình đâu. Chuyện này để anh Quýt và Sôn giải quyết là được rồi. Minh tổ chức lễ tang cho Doe ở trong chùa. Lấy bức ảnh chụp đôi của cả hai mà đặt cùng di ảnh của Doe, rồi nghĩ tới những kỷ niệm trước kia của hai đứa mà đau khổ khóc không ra nước mắt luôn rồi. Anh Quýt và Sôn cùng đến viếng đám tang của Doe. Doe cũng đến viếng đám tang của chính mình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Quỳ trước di ảnh của chính mình cảm giác ra sao anh Doe? Doe nhớ lại lời đã từng nói với anh Quýt, ước mơ thân thể của mình chỉ đang ở đâu đó nằm thực vật thôi, rồi một lúc nào đó Doe có thể trở về với thân thể cũ. Vậy mà đời không như là mơ, thân xác của Doe bây giờ đã chết, từ giờ về sau Doe sẽ mãi mãi ở lại thân xác mới này. Mọi người tham dự đám tang xong thì cũng ra về hết. Đến khi mọi người vào khiêng vòng hoa đi thì Minh vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn di ảnh của Doe. Minh nhớ lại những lời tâm sự của Doe trước kia, cùng những hình ảnh vui vẻ của hai người. Cuối cùng thì thân xác của Doe đã bị hỏa thiêu trở thành tro bụi. Minh nhìn làn khói tỏa ra mà khóc đau khổ đến nát phổi tim gan, nỗi đau thấu tận trời. Nhưng Doe thấy Minh khóc thì chạy đến túm cổ áo của Minh mà trách móc, giờ này còn khóc lóc làm gì nữa, có không giữ bây giờ mất là khỏi tìm luôn rồi. Anh Quýt và Sôn phải chạy đến kéo ready. Trước mặt anh Quýt và Sôn, Doe lập lời thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Minh cả. Anh Doe nhớ cái lời thề này nhé, mấy bữa lại tự vào mặt cho mà xem. Minh đến nói, từ giờ mọi chuyện của anh Doe Minh sẽ giải quyết, từ cho cốt đến tài sản của Doe giờ đây sẽ thuộc về Minh. Cho cốt của Doe sẽ thả xuống biển, còn tất cả đồ đạc của anh Doe sẽ đốt bỏ. Anh Quýt nói đó là kỷ niệm của Doe tại sao Minh làm vậy. Nhưng với cái nét ngang ngược, má thiên hạ mẹ thiên nhiên của mình nên Minh nói những thứ đó giờ là của Minh. Bây giờ Minh muốn làm gì cũng được. Doe hỏi Minh có quyền gì mà đối xử với anh Doe kia như vậy. Minh nói, vì anh ấy là của mình Minh mà thôi, rồi quay đít bỏ đi. Anh Quýt nói chuyện giấy tờ và chuyện thừa kế quyền sở hữu sẽ không giải quyết nhanh đâu. Doe cũng nói, chắc đó là kế hoạch lừa chúng ta từ bỏ thương lượng với họ hàng của Doe thôi. Anh Quýt đang cố gắng liên hệ với họ hàng của Doe nhưng không ai nghe máy, chắc lại có sự can thiệp của Minh rồi. Nhưng anh Quýt sẽ cố gắng thương lượng và yêu cầu Doe phải bình tĩnh không được làm gì. Tối đến Doe lẻn đến nhà cũ của mình, đang định leo lên thì bị Sôn túm từ đằng sau làm giật cả mình, suýt rơi cái nét bê đê ra ngoài. Doe nói đây là kỷ niệm của mình nên hy vọng Sôn không ngăn cản, nhưng Sôn nói hôm nay Sôn đến để giúp Doe chứ không để Doe hành động một mình nữa. Vậy là Doe cùng Sôn leo lên nhà, Doe mở cửa còn Sôn thì đứng ở ngoài canh, nói có chuyện gì thì phải thông báo cho Sôn biết. Doe vào nhà đang tìm đồ thì đèn bật sáng, thì ra là Minh đã đợi sẵn từ trước. Minh nói anh Doe đã trở về rồi à? Doe nói không phải, thì Minh nói người biết bức ảnh gia đình cất ở đâu và đôi cốc tình yêu của hai đứa thì chỉ có thể là Doe thôi. Doe nói Doe đã chết rồi, sáng nay chính mình mới hỏa thiêu rồi đó. Nhưng Minh nói đó là cơ thể của Doe, còn bây giờ anh Doe của em đang đứng đây rồi. Minh nói sau khi thấy thái độ của Doe khi thân thể chết là Minh đã đoán được rồi. Doe nói vậy là Minh nói đốt đồ đạc của Doe là để lừa Doe xuất hiện à? Minh hỏi tại sao Doe lại không nói mình đã trở về. Nhưng Doe bảo nói ra để Minh lại bắt Doe làm thế thân cho tong tiếp à? Minh nói 3 năm qua mình chỉ nhớ Doe thôi, nhưng mà Doe vẫn không tin vì những gì Minh làm và khiến Doe chết cũng chỉ vì yêu tong thôi. Nhưng Minh nói, người mà Minh yêu là Doe, rồi ôm Doe. Minh xin Doe cho mình thêm một cơ hội, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, em thề, em hứa, em đảm bảo không làm anh đau lòng nữa đâu. Nhưng vừa mới dứt lời là Sôn đến kéo Minh ra rồi đấm Minh ngã lăn quay, xong kéo Doe đi. Doe than vãn tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng Sôn thao túng tâm lý Doe nói Minh chỉ vì thấy tội lỗi thôi chứ không yêu anh đâu, người như Minh vì không có nên muốn có cho bằng được, đến khi có được là không trân trọng đâu. Nghe thấy Sôn nói cũng có lý nên Doe nói nếu mình không chết thì chắc cả đời này Minh sẽ biến Doe thành thế thân cho tong thôi. Sôn ôm Doe mà nói, anh hứa với em không được tìm Minh nữa nha. Doe cũng hứa mọi chuyện sẽ không quay lại như cũ đâu, em an tâm. Sáng sớm, đang ngủ nướng trên giường thì mẹ gọi Doe dậy, mẹ nha, chẳng phải Doe nói hôm nay có công việc sao? Nghe lời mẹ nhắc là đầu Doe mới chịu nhảy số giật mình nhớ ra nay Doe có buổi họp báo ra mắt MV của Sôn. Đúng lúc đó Sôn đến đón Doe đi họp báo. Thấy Sôn chăm sóc Doe quá mà anh trang điểm để Doe lại cho Sôn luôn. Muốn làm gì thì làm đi chứ hết chịu nổi cơm chó rồi. Sôn nói dù Doe ở thân thể nào thì Sôn cũng dành tình cảm cho Doe như vậy. Nhân viên sắp xếp Sôn sẽ vào trước còn Doe vào sau. Nhưng thấy Doe run vì chưa bao giờ tham gia họp báo. Vậy là Sôn nắm tay Doe cùng bước vào trước sự hú hét của đám fan. Khi phóng viên hỏi thì Sôn mạnh dạn nói là người yêu của mình nhưng chị MC đã kịp thời giải thích là người yêu trong MV đấy. Đang phỏng vấn thì Minh đi vào với bó hoa hồng rực rỡ, rồi tặng cho Doe trước ánh mắt hận thù của Sôn. Bà MC cũng có duyên lắm cơ, liền nói sẽ có phần 2 để Minh làm người thứ 3 đấy ạ.
Sau khi họp báo kết thúc, Son hỏi anh Quýt tại sao lại có vị khách không mời mà đến, thì ông Pratja nói mình mời Minh tới vì Minh muốn hợp tác với mọi người nên mới sắp xếp màn ra mắt thật hoành tráng lệ. Ông Prat đến cạnh Joe khen thưởng mà còn nói Joe rất giống Joe cũ nữa chứ. Rồi dặn dò Joe phải làm tốt chứ đừng làm cho Joe trước kia mất danh tiếng. Anh Quýt phải cắt ngang cái ông lắm mồm này, gọi đi ra họp báo ngay. Joe đang uống rượu giải sầu thì Minh đến ngồi cạnh, Joe đứng lên bỏ đi thì bị Minh cản lại nói có nhiều phóng viên lắm, chắc Joe không muốn bị tai tiếng diễn viên mới nổi bất lịch sự đâu nhỉ. Vậy là Joe đành phải ngồi lại. Joe cà khịa nói Minh vẫn là kiểu thích ép buộc người khác, còn Minh thì nói Joe cứng đầu hơn xưa đấy. Minh kêu Joe rót rượu cho mình như lúc lén trước say Minh để lèn vào nhà ấy. Mình muốn cụng ly chúc mừng vì Joe đã trở về nhưng Joe nói mình không quay về để tìm Minh đâu, chẳng bao lâu sẽ thoát được Minh thôi. Minh nói Son sẽ không làm Joe nổi tiếng được đâu. Minh bắt đầu thao túng tâm lý, nắm tay Joe, kêu Joe về với mình rồi anh muốn gì em cũng chiều. Đúng lúc đó Son đến giật tay Minh ra rồi hỏi, sao Minh làm phiền gì Joe vậy? Joe cản Son lại vì ở đây rất đông phóng viên, nhưng Son nói không quan tâm. Nhờ Joe can ngăn nếu không lại nổ xì căng đan, anh quyết xử lý tình hình còn ông Brad thì kêu Joe ra gặp mình. Ông Pratt nói kỳ vọng vào Joe, như một đàn anh trong nghề khuyên nhủ đàn em phải biết chớp lấy cơ hội nếu muốn phát triển trong giới này. Còn tưởng cơ hội là gì thì ra là Minh ạ. Ơ thế bắt Joe đi tiếp khách mà còn gặp đúng khách sộp luôn các bác ạ. Joe miễn cưỡng lên xe cùng Minh mặc dù không muốn lắm, nhưng đúng là cứ thằng nào nhiều tiền là thằng đó thắng. Ngồi trên xe, Rachel hỏi Minh muốn gì từ mình. Minh nói chỉ muốn đưa Joe về thôi, Joe nói mình tự về được. Minh nói ông trời đã cho Joe trở về với mình một lần nữa thì hãy cho Minh cơ hội sửa sai. Nhưng Joe tức giận nói, ông trời cho mình trở lại để sửa chữa lỗi lầm, đó chính là Minh đấy chứ ai bảo trở lại với Minh. Joe yêu cầu Minh ra khỏi cuộc đời mình, nếu không thì mình tự đi. Trước sức ép cực căng của Joe mà anh thư ký phải dừng xe cho Joe xuống. Trước khi rời đi, Joe vẫn không quên hỏi điều Minh, nếu là thằng Tong thì chắc Minh sẽ không dùng tư thế phía sau lưng đâu, mà phải nhìn được gương mặt đẹp trai của nó nữa đúng không? Joe bỏ đi vậy là Minh đuổi theo giải thích, mình thích Tong là vì bóng lưng trong phim của Tong, nhưng thật ra đó lại là bóng lưng của Joe. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu duy nhất của Minh vẫn luôn là Joe, nhưng Joe nói giờ đã quá muộn rồi. Minh ôm Joe từ phía sau mà hỏi Joe không còn yêu mình nữa à? Joe nói mình vẫn yêu Minh nhưng tình yêu đó đã chết cùng với Joe trước kia rồi. Nếu muốn chuộc lỗi thì hãy buông tha Joe đi. Nghe xong như chết lặng nên Minh buông tay khỏi vòng eo sáu múi của Joe để Joe rời đi. Ơ tưởng buông tay rồi mà cuối cùng là Minh vẫn cố chấp chạy đến ông Joe. Rồi nói Joe không được đi đâu hết vì Joe còn nửa năm hợp đồng với Minh. Minh sẽ dùng thời gian còn lại để khiến Joe yêu Minh thêm một lần nữa. Chúng nó ôm nhau đứng giữa đường lúc 12 giờ đêm hay sao mà vắng tanh như chùa bà đanh thế các bác nhỉ. Ở Việt Nam ôm nhau kiểu này xe không tông cho banh xác mới là lạ nha. Đúng là cứ thằng nào nhiều tiền thằng đó thắng, lỡ cầm tiền của trai nên Joe mới hồi nãy căng lắm mà giờ vẫn phải lẽo đẽo đi theo Minh về nhà cũ của mình. Minh đuổi thư ký Jim về trước, tối nay để không gian riêng tư cho hai đứa tập thể dục. Joe bước vào căn nhà cũ của mình, Minh nói lúc Joe mất tích mình không có tâm trạng gì nên lỡ để căn nhà dơ như chuồng heo, nhưng chợt nhận ra nếu Joe trở về sẽ muốn mọi thứ vẫn như cũ nên mới cố gắng sắp xếp lại. Joe cầm bức ảnh của mình lên mà nói, bây giờ mọi thứ chẳng được như cũ nữa rồi, nhà giàu mà sao toàn ăn mì tôm nấu cá thế nhỉ? Minh nói mình đã học nấu trong thời gian không có Joe ở đây. Joe nói nếu đã muốn lấy lòng mình đến mức này thì sao không lôi cốc đôi của hai đứa ra dùng đi. Nhưng Joe lại cà khịa người như Minh chắc không dùng đồ bị vỡ đâu nhỉ. Vì mình đang sai lè nên phải gắng nhịn vợ, vợ nói gì cũng không được cãi. Minh đành phải nói không sao, mình vẫn còn giữ đồ ngủ đôi mà Joe đã mua. Tối nay hai đứa cùng mặc nhé. Tới đây là hiểu rồi nha quý vị. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ Minh chờ sẵn Joe ở giường. Mời gọi Joe lên giường mà Joe chỉ ngồi ở đuôi giường đách thèm lên. Minh tiến đến ôm Joe từ sau lưng. Joe hỏi Minh yêu mình thì sao lại bao nuôi Joe này? Hay do Minh chỉ cô đơn nên cần ai đó bầu bạn thôi? Minh nói 3 năm qua mình sống rất khổ sở cho đến khi gặp Joe ở thang máy. Có gì đó thôi thúc Minh phải giữ người này lại. Joe hỏi Minh nghi ngờ Joe trong cơ thể này từ lúc nào? Minh nói từ khi Joe mất tích không đêm nào Minh ngủ ngon nhưng cái đêm được ôm Joe ngủ thì quất luôn một giấc đến sáng. Joe nói ít ra khi Minh tỉnh dậy còn được ở trong cơ thể của mình. Nghe Joe nói câu này mà Minh cạn lời luôn, nói sao được nữa? Chính Minh khiến Joe thành ra như thế này mà. Minh định hôn Joe một cái nhưng Joe quay mặt đi. Vậy thôi Minh biết thân biết phận đành gối đầu lên chân Joe ngủ vậy. Đêm nay không dám yêu cầu gì nhiều. Sáng đang ngủ ngon thì Joe bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, tưởng của mình nhưng không phải là của Minh nha. Joe với tay tắt điện thoại của Minh rồi mà thằng cha nào cứ gọi làm phiền thế nhỉ? Dù nào quá Joe mở mắt ra xem thì Tong gọi đến. Joe bắt máy thì Tong hỏi có phải Minh đang bận gì không? Thì Joe nói Minh không có ở đây. Tong hỏi ai đó thì Joe không nói gì mà cúp máy cái dục. Em coi mà đã cái nư của em ghê. Joe dậy thì đã thấy Minh nấu đồ ăn sáng rồi, con đường cua lại vợ của Minh có vẻ gian nan đây, thể hiện lòng thành vậy mà mặt Joe vẫn không cảm xúc. Joe nói nãy Tong gọi điện thoại cho Minh thì Minh bảo chắc là chuyện vay tiền thôi, ai mượn đầu tư ngu nên bây giờ nợ cả mấy trăm triệu. Joe bảo thế là mình tắt máy của Tong là đúng. Minh ngạc nhiên khi Joe cúp máy của Tong, nếu như là Joe ngày trước sẽ không dám làm thế. Nhưng Joe bảo chính do mấy người đã làm Joe thay đổi. Anh Joe nói câu nào cũng đầy móc câu đá xéo, làm Minh cứng họng không hé răng được nửa lời. Minh nói hôm nay Joe có buổi tập đóng thế nên Minh sẽ chở Joe đi làm. Minh đưa Joe đi làm, trước khi Joe đi còn nói chiều sẽ đón Joe về nhưng Joe nói mình phải đón mẹ đi chạy thận. Minh hỏi tại sao Joe đối xử tốt với mẹ vậy, cho dù đó không phải là mẹ ruột của Joe.
Nhưng Duy nói, vì mình đang sử dụng cơ thể của con bà ấy mà, cũng nhờ bà ấy chăm sóc nên Duy coi bà như là mẹ ruột. Minh nói nếu Duy kính trọng bà ấy như vậy thì Minh cũng sẽ kính trọng bà ấy luôn. Chàng dễ biết điều biết chuyện thế này, mẹ anh đúng là có phước mà. Đến chiều Duy đi đón mẹ ở bệnh viện thì không thấy đâu, về nhà thì thấy mẹ đang nấu cơm và có cả sự xuất hiện của Minh. Hỏi ra mới biết Minh đón mẹ Duy đi khám ở bệnh viện khác. Duy bảo đã có bác sĩ chữa cho mẹ rồi, nhưng Minh nói Duy đang chữa trị cho mẹ sai cách, khéo để lâu còn đau tim đấy. Mẹ Duy mời Minh ở lại ăn cơm thì Duy có ý đuổi Minh về, nhưng Minh bảo mình rảnh nên sẽ ăn cơm cùng mọi người. Ăn cơm xong là Minh xách đít đi về, còn Duy kéo mẹ vào hỏi chuyện. Mẹ nói sáng nay Minh đến đưa mẹ đi khám bệnh, Duy trách sao mẹ lại đi theo Minh. Không sợ bị lừa à, mẹ Duy nói nhìn là biết hai đứa có chuyện mờ ám gì rồi nha. Yên tâm, mẹ chấm con rể này rồi, cả ngày nay mẹ sai việc mà nó có than vãn lời nào đâu. Duy cãi, mối quan hệ của hai đứa không như mẹ nghĩ đâu, nhưng khi mẹ hỏi thì lại không biết là phải như thế nào, cũng lạ lắm à nha. Tối đến Duy đang lướt điện thoại săn sale Shopee thì Minh gọi điện đến. Duy giật mình khi biết Minh đang đứng dưới cổng nhà mình. Minh năn nỉ ôi xin Duy cho ngủ lại vì không có chìa khóa căn hộ mà giờ không gọi được xe. Duy quyết tâm đóng rèm không cho Minh vào, nhưng khi nghe thấy tiếng Minh la oai oái vì sắp bị chó cắn thì sốt sắng hỏi thăm, cuối cùng vẫn phải cho trai ngủ lại nhà thôi. Tắm rửa sạch sẽ, Minh bước ra, dạo này Minh lễ phép hẳn không còn ngang ngược như trước nữa. Duy nói Minh đã thay đổi rồi, suốt thời gian qua người làm mọi thứ để được ở bên cạnh đối phương là Duy mà. Minh tiến đến nhìn Duy với ánh mắt tâm tình đong đầy cảm xúc mà nói, mình sợ sẽ không được nhìn thấy Duy nữa, sợ Duy lại biến mất. Mới nghe thế thôi mà Duy đã mềm lòng rồi à? Minh bắt đầu dùng chiếc mũi thẳng tắp như đường băng của mình cọ vào mặt Duy, kích thích điểm G của Duy thành công, thế là hai đứa lại lôi nhau lên giường mà tập thể dục thôi. Nhưng Duy phải dặn trước không được lớn tiếng chứ mẹ anh ở phòng bên cạnh á, nhưng mà Minh bảo, mình đã làm thì Duy không cản được đâu, chơi im lặng làm sao mà chơi cơ chứ? Không hiểu Minh xin ngủ nhờ kiểu gì mà dưới ốp điện thoại lại có sẵn gói bột canh ba con sói thế kia. Rồi em Thụ ngồi dậy mặc áo mưa cho anh top, sẵn sàng xuất trận thôi nào. Quất nhau mệt quá nên ngủ nướng tới sáng, Minh hỏi kỹ năng của mình vẫn tốt chứ? Làm Duy ngượng quá, nhìn điện thoại thấy 11 giờ trưa thì mới cong đít lên kêu Minh dậy, chứ mẹ sắp lên rồi. Minh hỏi sao mình không được gặp mẹ, thì Duy bảo Minh phải cưới anh trước mới được ngủ lại đấy, Minh nói không thành vấn đề. Duy bắt Minh dậy thì mẹ gõ cửa vào, nhanh tay trùng chăn lên người Minh nhưng mà giấu đầu hở đuôi, mẹ đã biết hai đứa tò te hú hí với nhau cả đêm rồi, cái nhà rầm rầm muốn sập, tao ở sát bên sao mà không biết cơ chứ. Cơm canh đã chín rồi, 12 anh xuống sơi. Minh thì vẫn tự nhiên như ruồi, ăn cơm mẹ vợ nấu mà khen ngon tới tấp lấy lòng bà già vợ. Mẹ Duy hỏi hai đứa quen nhau lâu chưa thì Minh nói mới được 5 tháng. À giờ mẹ mới biết, Duy nói dối mẹ ngủ ở phim trường là để đi chơi với trai à? Mẹ Duy hỏi Minh đã nói chuyện với gia đình chưa? Minh nói chưa thì mẹ hỏi là chưa nói hay không nói được. Mẹ Duy nhắc nhở Minh phải cho con trai mẹ danh phận chứ. Minh nói khi mọi thứ đã sẵn sàng, Minh hứa chắc chắn sẽ nói với bố mẹ chuyện mình chơi BD. Minh dẫn Duy đến công ty giải trí nổi tiếng. Minh nói hôm đó không cho Duy đến họp báo, không phải vì Tong mà là vì Minh không muốn Duy đóng phim cùng Son. Duy hỏi tại sao Minh lại nhắc lại việc này. Hôm đó Minh nói Minh sẽ đầu tư cho Duy vai chính bao nhiêu phim cũng được là nói thật đấy. Đúng lúc đó nhà đầu tư đi vào nói đang sản xuất một bộ phim lớn, do Minh đầu tư nên đã chọn Duy làm vai chính cho bộ phim. Ban đầu người đóng vai chính là Tong. Đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ, đầu tư hẳn phim cho vợ đóng vai chính chỉ có thể là Minh thôi, vừa có tiền, có quyền lại còn đẹp trai nữa. Duy ngần ngại nói mình đã từng đến đây thử vai và đã được chọn nhưng đạo diễn vẫn chọn người có ô dù. Minh nói hãy để Minh trả lại cơ hội mà Minh đã cướp từ Duy. Minh đưa kịch bản cho Duy nói, Duy đọc trước rồi quyết định sau cũng được. Đúng lúc đó tên Tong mất dạy đến hỏi chuyện, Tong nói có tin đồn loại Tong để Minh nâng đỡ người mới, Minh nói đó là thật. Tong nói đều Minh, không giúp anh rể mà đi giúp diễn viên đóng thế của Tong. Dám đụng vào vợ anh à, Minh bực mình yêu cầu Tong tôn trọng Duy vì bây giờ Duy đã ở cương vị là người yêu của Minh rồi. Tong nói mai ra mắt bộ phim của cả ba diễn nên mời Duy và Minh đến dự họp báo, thay cho lời xin lỗi của Tong, Minh định từ chối thì Duy nói sẽ đi. Minh hỏi tại sao Duy lại muốn đi thì Duy nói không muốn Minh khó xử với anh rể của mình. Minh nói Duy vẫn tốt tính như trước, nhưng khi nhìn vào gương mặt mới thì Duy nói không giống như trước đâu. Minh an ủi, dù anh ở trong thân xác nào thì anh vẫn là anh thôi. Duy nói Minh thì không còn như trước nữa. Ngày trước không chịu vào giới giải trí mà giờ lại thành người nổi tiếng rồi. Minh nói mình trở thành người nổi tiếng vì Duy. Lúc trước không biết Duy ở đâu nên Minh quyết định xuất hiện nhiều trên truyền thông để một ngày nào đó Duy thấy sẽ mềm lòng mà trở về bên Minh. Duy ngạc nhiên khi Minh chấp nhận dùng sự riêng tư để đánh đổi với Duy luôn à. Minh nói cũng đáng vì bộ phim cuối cùng của Minh diễn có tên Hai Chúng Ta. Đã đến giờ lành nên hai người đi tham dự họp báo. Cùng xem phim mà Minh nói chính bóng lưng này đã làm Minh thay đổi. Nhưng nếu Duy không nói thì Minh cũng không biết đó là bóng lưng của Duy. Đến khi kết thúc phim, Minh định chụp ảnh tên của Duy xuất hiện, nhưng cuối cùng lại không có tên của Duy. Minh đoán ra Tong đã làm việc này. Minh chạy xuống tìm Tong hỏi cho ra nhẽ nhưng Duy cản lại vì có rất nhiều người ở đây. Đã vậy tên Tong còn nói với phóng viên, tất cả cảnh hành động là hắn ta tự diễn, đách cần con nào thằng nào đóng thế cả. Tong gọi Minh lên phỏng vấn cùng, nhưng Duy cản Minh lại vì nếu chuyện này lộ ra sẽ đến tai gia đình Minh. Minh bực tức vì tên Tong dám làm thế, trong khi đang phải dựa dẫm vào mình. Minh gọi cho Tong chửi xối xả nhưng tên Tong thách thức lại Minh. Đang định chửi Tong là tên khốn mất dạy thì Duy cản Minh lại. Minh ra lệnh Tong, nếu muốn nói chuyện tiền bạc thì Tong phải xin lỗi Duy trước mặt Minh.
Minh hẹn Mai gặp ở văn phòng Tông để giải quyết cục tức này. Minh hỏi Duy không tức giận à? Duy nói tức muốn giết Tông luôn. Nhưng sao Duy vẫn điềm tĩnh đến vậy? Duy nói Minh đã tức giận thay Duy rồi. Nếu là ngày trước, Minh sẽ không đứng về phía Duy như thế này đâu. Minh nói Duy yên tâm, ngày mai sẽ bắt Tông xin lỗi Duy. Ngày hôm sau Minh cùng Duy đến văn phòng gặp Tông. Duy tâm sự ghét Tông ngay cả trước khi gặp Minh vì hắn ta là kẻ khẩu Phật tâm xà. Hồi trước Minh không để ý, chứ từ lúc Duy biến mất là mắt Minh sáng ra rồi. Yên tâm em không làm thằng Minh mù nữa đâu. Minh hứa sẽ không để cho Tông làm tổn thương Duy nữa. Nhưng Tông chơi bài ngửa, dẫn cả mẹ Minh đến gặp trước sự ngỡ ngàng của Minh. Mẹ bắt Minh chia tay Duy và quay về giúp đỡ Tông. Nếu không, chuyện này sẽ đến tai của bố Minh thì bà nội đậu chuối khô luôn. Đang căng thẳng thì Duy nói không cần lo đâu vì mình chỉ là bạn giường tạm thời của Minh thôi. Có hợp đồng rõ ràng, khi nào hết hợp đồng thì sẽ không xuất hiện nữa, rồi Duy bỏ đi. Minh đuổi theo Duy xin lỗi vì không nghĩ Tông sẽ giở trò này. Duy nói dù thế nào thì việc này cũng sẽ xảy ra thôi, không trốn tránh được đâu. Minh nói mình sẽ giải quyết được, chỉ cần Duy tin tưởng mình. Duy hỏi Minh thay đổi được gì. Minh không thay đổi được suy nghĩ của gia đình đâu. Minh xin thêm thời gian để xử lý, nhưng Duy nói mình quá mệt mỏi rồi. Duy kêu Minh buông tay để mình được nghỉ ngơi, rồi Duy bỏ đi. Đang bực mình thì tên Tông lại chạy ra khích điều Minh. Định thao túng tâm lý Minh à? Nhưng mà mặc cho Tông nói gì thì hôm nay Minh cũng đã thấy được bộ mặt thật của Tông rồi. Duy về thấy mẹ thì cảm xúc bùng phát, khóc lóc, nói mọi thứ giống như mẹ nói, ngay cả khi đã biết chuyện nhưng vẫn thấy đau. Mẹ inh ôm Duy vào lòng an ủi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minh trở về thì thấy tên Tông đang nịnh hót mẹ mình. Tông rủ Minh vào phòng họp, nhưng Minh đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, rồi nói ai bảo mình sẽ cho Tông mượn tiền. Rồi Minh gặp bố để nói chuyện quan trọng. Minh nói mình đang hẹn hò với một người đàn ông và anh ấy tên là Duy. Hôm nay là sinh nhật mẹ Duy nên Son đến tham dự chung vui. Sau sinh nhật, Son cùng Duy tâm sự chuyện tuổi hồng. Son hỏi hai người cãi nhau hay sao mà ngày quan trọng này con rể lại không thấy xuất hiện. Thì Duy nói đang bị gia đình Minh ngăn cản nên Duy phải từ từ rút ra vội quá sẽ gây đau và viêm, nhiễm trùng thì game over luôn thì nguy. Đấy, trước kia, Duy thề, Duy hứa với Son và anh Quýt sẽ không tha thứ cho Minh rồi mà cũng có bước qua được cám dỗ của cha đẹp đâu. Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều chính là anh Duy đó ạ. Duy cũng không hiểu tại sao mình lại mê trai và đam mê làm bót đến vậy. Người ta hay nói làm bót một lần, nhớ thấy sướng là sẽ làm bót muôn đời là có thật mà. Son đưa ra lời khuyên, hai người không ở cùng thế giới nên không hợp nhau đâu. Đến giờ này, anh Son vẫn định chọc gậy bánh xe, đi chia rẽ cặp đôi nhà người ta đấy à? Duy lo lắng vì một tuần nay không liên lạc được với Minh, không biết sống chết thế nào rồi. Son thì vẫn ở đây chờ đợi Duy, nên có gì thì cứ tìm đến Son tâm sự đỡ buồn. Lúc Son rời đi thì Duy nhận được tin nhắn của Minh, nói chờ Duy ở nhà. Vừa nhận được tin nhắn của trai là Duy ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ngay. Duy đến nhà cũ nhưng lại gặp vị khách không mời mà đến là anh Mai. Anh Mai nói Minh đang bị nhốt ở nhà vì lộ chuyện tình cảm với Duy. Anh Mai đến để thương lượng lại với Duy, nhưng Duy nói mình không vì tiền mà bán rẻ tình cảm. Anh Mai nói, trước kia mình cũng yêu một người giống tên với Duy đến chết đi sống lại mà cũng bỏ được để yêu Duy đấy thôi, một ngày nào đó mình cũng có thể đá Duy như vậy thôi. Anh Mai thì làm sao mà hiểu được, khi Duy đó và người kia đều cùng một người mà. Duy không biết giải thích thế nào cho anh chồng hiểu. Mai thao túng tâm lý, nói áp lực từ gia đình sẽ khiến hai người chia tay thôi. Duy nói mình sẽ đồng ý chia tay với mình, nhưng phải được gặp nói trực tiếp với mình, nhưng Mai nói bố sẽ không cho hai đứa gặp nhau đâu. Ý Mai là bắt Duy biến mất không một lời từ biệt như Duy trước kia à? Duy cứng rắn nói, Mai thuyết phục được Duy thì chắc chắn sẽ thuyết phục được bố thôi. Duy về thì thấy mặt mẹ căng như dây đàn, thì ra trước đó có luật sự đến tìm mẹ Duy rồi đưa tài liệu về hợp đồng bao nuôi của Minh và Duy nên mẹ Duy rất tức giận. Tự nhiên phát hiện ra con trai mình làm trai bao nên mẹ Duy quyết định bỏ nhà đi hoang chứ không đời nào chấp nhận dùng những đồng tiền dơ bẩn của Duy để chữa bệnh. Và khi nào Duy trả hết tiền cho Minh thì hãy đến tìm mẹ. Duy gọi cho Mai trách móc, tại sao Mai mách lẻo với mẹ Duy chuyện này. Nhưng Mai nói anh nhà giàu, khoai to, sao phải dùng mấy cái sách hèn hạ đến vậy. Để Mai tìm hiểu chuyện này, xem ai là hung thủ. Mai cũng hứa sẽ dẫn Duy đi gặp Minh cho thỏa lòng ước mong, vì Mai nợ Minh một lời hứa nên phải giúp chứ thực sự Mai cũng không muốn chống đối bố mình đâu. Như đã hứa, hôm sau, Duy đến biệt thự để thăm Minh. Mai nói Minh đã tuyệt thực một tuần rồi nên mẹ rất lo lắng. Cả hai cha con đều cứng đầu, trong trò chơi này ai mềm lòng trước thì sẽ thua. Duy vào phòng Minh thì thấy Minh như người sắp chết, môi tái nhợt vì thiếu hơi Duy. Duy lo lắng hỏi thăm Minh sao lại ra nông nỗi này. Duy nói có cái đứa mất dạy nào đó mang hợp đồng đến mách lẻo cho mẹ Duy, chắc chắn muốn hai đứa chia tay. Nhưng Minh nói mình sẽ không chia tay Duy. Duy định nói gia đình Minh chắc chắn không đồng ý chuyện hai đứa thì Minh nói đã có anh Mai giúp đỡ rồi nên yên tâm. Mai nói nếu Duy trước kia quay trở về thì anh Mai sẽ giúp đỡ hai đứa. Minh nói Duy trước kia chính là Duy đang ngồi một đống trước mặt anh đây này. Mai tưởng thằng em trai mình tuyệt thực nên mụ mị đầu óc chứ. Dù Minh có giải thích thế nào thì Mai cũng không tin chuyện lạ có thật này được. Đúng lúc đó bố mẹ Minh về tới. U là trời, ông bố về chưa nói được câu nào đã nhảy bổ vào đánh hai đứa túi bụi như con không đẻ rồi. Duy che chở cho Minh trước những cú đánh của ông bố tàn nhẫn. Thì đúng lúc đó Minh nôn ra một đống bã tinh trùng trắng đục. Thế là phải gọi xe cấp cứu ngay múc Minh vào bệnh viện cấp cứu. Trong phòng bệnh, Duy thì lo lắng cho Minh chết được. Mà khi Mai nói thôi diễn kịch được rồi đấy, thì Minh tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng là anh em trai nhìn thấu hồng trần của nhau, Minh xứng đáng đạt giải diễn viên xuất sắc với vai diễn bán thảm lấy tình thương từ gia đình. Minh nói đó là cách duy nhất để Mai nhúng tay vào và được ra khỏi cái nhà đó mà tự do tù tê tú tí với Duê. Duê trách Minh không nên lựa chọn cách như vậy vì nhìn em ói anh khiếp lắm, nhưng phải làm đến mức đó thì Mai mới tin là Duê này chính là Duê trước kia chứ. Vì chỉ có anh Duê cũng mới đủ để Minh bỏ ăn bỏ uống như vậy thôi. Anh Mai đã gọi điện xác nhận với sư phụ nên bắt buộc phải tin Duê này là Duê trước kia. Thế là anh Mai hứa sẽ giúp đỡ hai đứa. Duê hỏi Minh nhờ anh Mai giúp đỡ việc gì. Thì Minh nói nhờ anh Mai tìm vũ khí đánh bại bố. Nhìn cái mặt Minh câu dẫn Duê, khiến anh Duê muốn hôn mà Minh còn cố tình trốn tránh. Nhịn đói cả tuần nên bây giờ đói, dã họng rồi đúng không? Minh kêu đói nên Duê đặt ngay bát cháo gà thịt nở nóng hổi cho Minh ăn. Đang đút cho nhau ăn thì mẹ Minh đến, Duê hơi rén ngang trước bà già chồng tương lai, nhưng mà mẹ Minh nói chỉ có Duê đút thì Minh nó mới chịu ăn thôi. Mẹ Minh thú nhận chính mình là người cử luật sư đến gặp mẹ Duê. Bà già này coi vậy mà con nít thấy bà, giàu mà làm việc hèn hạ ghê, Duê nói trước kia do mình nợ khoản tiền lớn mà mẹ ốm nặng nên mới cần tiền, sau này Duê sẽ kiếm tiền trả lại cho Minh sớm nhất, bác an tâm. Mẹ Minh sợ Minh chết nên giờ đã ủng hộ hai đứa chơi bê đê với nhau, bây giờ chỉ cần giải quyết ông bố cứng đầu nữa thôi là xong, hết phim. Minh được ra viện thì Mai đến đưa giấy tờ gì đó cho Minh, phải chầy chật mãi thì anh Mai mới giành giật được thông tin này đấy. Duê hỏi giấy tờ gì thì Minh nói đi gặp bố đi, rồi sẽ rõ. Minh cùng Duê đến gặp bố mẹ và Tong. Minh đưa giấy tờ chứng minh Tong dùng tên công ty của bố để trả nợ cho mình. Nếu chuyện này bị bại lộ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty và danh tiếng của bố. Minh sẽ không gửi chứng cứ này cho phóng viên với điều kiện bố không được quản chuyện chơi BD của cậu. Bị vạch tội trước mọi người nên thằng Tong đứng dậy lôi đứa con còn chưa chào đời ra uy hiếp Minh. Dù sao cũng là cháu Minh nên hy vọng Minh suy nghĩ lại. Đang lúc bế tắc thì chị Mai đi xuống, nói chuyện này không liên quan đến chị và con. Minh cứ giải quyết theo ý mình. Có được lời nói của bà chị ruột là Minh mở cờ trong bụng, quyết chơi lớn ván này xem ai thắng ai thua. Minh quay sang hỏi bố xử lý chuyện này như thế nào. Ông bố quyết định cho hai đứa quen nhau nhưng bắt Minh phải ra đi tay trắng. Số tiền cả đời của Minh và người đàn ông này thì mày chọn ai? Thằng mất dạy, vì trai mà bỏ rơi cha mẹ. Tưởng gì chứ chuyện này quá dễ. Minh chọn trai nha, tiền kiếm được chứ trai có một à? Tại cái nét của Minh chỉ có anh Duê là chiều nổi thôi, mấy anh trai khác là sợ té khói rồi. Thế là Minh nắm tay Duê hiên ngang rời đi mà không có đồng bạc nào trong người. Bị đuổi thằng cổ rồi nên Minh không còn tiền thuê thư ký nữa. Vậy là chuyển giao thư ký Jim cho anh Mai luôn. Anh Mai mừng muốn rơi nước mắt, sau này cũng thành người một nhà cả mà. Trước sau gì Jim cũng thành chị dâu của Minh mà thôi. Không làm cho em chồng thì làm cho chồng cũng được. Duê hỏi Minh chắc chắn sẽ rời khỏi ngôi nhà này sao? Vì nếu theo Duê là phải chịu cực khổ đấy. Nhưng Minh hỏi lại Duê có chắc chắn sẽ lựa chọn cùng Minh không? Vì rời khỏi đây là khai chiến với gia đình Minh đấy, không biết sẽ gặp chuyện về sau gì đâu. Tưởng gì chứ Duê cũng không sợ bố con thằng nào, có tình yêu là anh nào cũng liều cả các bác ạ. Vừa mới được quay về ở với nhau là chúng nó hoàn thành nghĩa vụ chuyện trên giường rồi đấy. Duê đang ngủ há mồm thì Minh nằm bên cạnh ngắm trai đẹp ngủ. Duê ngại quá mà bảo, nhìn mãi không chán à, thì Minh nói mình chỉ đang xác nhận xem đây có phải là mơ không đấy mà. Duê nói, lúc làm tình với Minh, anh cũng nghĩ không biết đây có phải là mơ không đấy. Vậy là hai đứa được ở bên nhau rồi, mỗi tội một túp lều tranh hai quả tim vàng, không còn cái xu dính túi nào, cặp đất mà ăn chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Duê nói mình còn phải giải quyết chuyện của mẹ Duê. Vậy thì tối nay hai đứa sẽ đi gặp mẹ để nói chuyện. Ray vừa tập luyện xong thì Tong đến tìm Duê, Tong nhờ Duê nói với Minh giúp mình trả nợ. Nhưng Duê nói Minh bị đuổi khỏi nhà rồi, làm gì còn xu nào mà giúp. Mà bây giờ có nói gì thì Duê cũng không tin Tong nữa đâu. Tong quỳ xuống van xin Ray cứu mình, thì đúng lúc đó, bọn chủ nợ đến đòi nợ, Tong nhờ Duê giúp đỡ. Vậy là Duê đã mặc áo của để cháu đổi với Tong, cuối cùng Duê bị bọn chủ nợ bắt. Đúng lúc đó thì Minh đến, chỉ thấy mỗi cái bản mặt của thằng Tong khốn nạn còn anh vợ thì bị bọn giang hồ bắt đi rồi, không biết sống chết ra sao. Minh bắt Tong gọi điện cho chủ nợ để giao dịch, Minh hứa sẽ trả hết tiền với điều kiện không được làm gì Duê. Tong nợ 300 triệu baht, rồi tính lãi nữa là 500 triệu baht là gần 352 tỷ tiền Việt đấy các bác ạ. Khiếp cái thằng mất dạy này nó làm gì mà nợ mấy trăm tỷ cơ chứ? Biết Duê là người quan trọng của Minh, tên chủ nợ đã kê thêm giá và yêu cầu Minh trả bằng tiền mặt trước đêm nay. Vì thời gian quá cấp bách, cách cuối cùng Minh phải tìm sự trợ giúp từ người thân, mà cụ thể là ông bố. Minh nói mình không đến mượn tiền mà xin lại tiền trong tài khoản của Minh. Anh Minh ơi, xin hãy bao nuôi cả em nữa, sao mà đẹp trai, khoai to mà cái số tài khoản của anh nó lại khổng lồ đến vậy, 300 tỷ mà anh nói nhẹ như lông hồng vậy đấy. Tài sản anh này chắc cũng vài ngàn tỷ chứ chẳng chơi à nha. Nhưng mà ông bố vẫn không thèm lung lay ý chí, Minh nói mình chịu thua, chấp nhận mọi yêu cầu của bố chỉ cần cứu Duê là được. Thấy không thay đổi được gì, đúng lúc đó nhân cách con người còn sót lại của Tong trỗi dậy, Tong quỳ xuống nói đó là lỗi của mình, chuyện này không liên quan đến Duê, nhưng Duê vẫn hy sinh giúp Tong chỉ vì đứa con của Tong, cháu ngoại của bố đấy. Tong còn mang chứng cứ mình tham nhũng tài sản công ty cha vợ ra để uy hiếp, chấp nhận rời khỏi giới giải trí. Ông bố nói đã giải quyết vụ lừa gạt tài sản của Tong rồi, còn chủ nợ của Tong thì tụi bây tự đi mà giải quyết lấy. I don't care. Bố đã không giúp thì Minh nói sẽ tự mình giải quyết vậy. Minh đến hang ổ của bọn chủ nợ, nhưng thằng chủ nợ chỉ cho một người vào thôi. Vậy là Minh xung phong đi vào tìm tình yêu. Minh mang đến 10 triệu baht là giá để đổi Minh và Rare. Nếu muốn số tiền còn lại thì phải dùng Minh làm con tin, giá trị của Minh có thể gấp 10 lần 500 triệu baht đó đấy, chứ bắt Duê thì chỉ được cái xác khô thôi.
mãi mới thao túng được tâm lý thằng chủ nợ. Vừa chốt deal xong thì tiếng còi cảnh sát vang lên dâng trời giữa không gian tĩnh mịch. Mấy ông cảnh sát Thái Lan làm ăn thế à? Giải cứu con tin mà ồn ào thế thì con tin nó về chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Mà cảnh sát này chỉ có bà mẹ gọi thôi chứ không ai rảnh hơi vậy đâu. Mình bị thằng chủ nợ dí súng vào đầu vì dám láo nháo gọi cảnh sát à? Joe liều ăn nhiều đánh nhau với mấy thằng côn đồ luôn mà cứu người yêu. Khi tên chủ nợ chuẩn bị bắn súng vào người Minh thì Joe chạy ra đỡ đạn cho mình, rồi lăn thêm vài vòng xuống cầu thang cho đủ bộ đau thương. Chưa kịp thương tâm cho anh nhân vật chính thì mấy anh cảnh sát đã tài lanh xông vào bắt gọn mấy thằng tội phạm rồi. Còn Joe thì bị trúng đạn, nằm lăn quay trong sự gào khóc nức nở của Minh. Linh hồn của Joe nhìn thấy mọi người đang ở bên cạnh thân xác của mình, đang muốn mở cửa đi vào thì sự phụ của Minh hiện hồn nói chuyện với Joe. Ông thầy nói Joe trở lại giữa ranh giới sự sống và cái chết một lần nữa. Lần trước là bề trên sắp xếp cho Joe quay lại đối mặt với nghiệp chướng của mình, còn lần này là để cho Joe tự chọn. Nếu muốn chịu đau khổ trong vòng lặp cũ thì quay về thân thể sống tiếp, còn nếu muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này thì bước ra khỏi cánh cửa có ánh sáng đằng kia. Thầy cũng xem anh trai vật trông gai hay sao mà thầy mê tạo chướng ngại vật cho hai đứa thế. Không yên ổn tu ở trên núi đi mà hiện hồn xúi dại Joe thế. Nghe mấy lời nói của ông thầy, làm ý chí của Joe bắt đầu lung lay, mặc dù nhìn thấy Minh đang đau khổ khóc lóc vì mình. Joe đang định trở về với Minh thì ông thầy còn khích đều thêm một câu hỏi chí mạng. Con không mệt mỏi khi cuộc sống làm thế thân cho kẻ khác hoài à? Tiếp tục sống là tiếp tục làm thế thân đấy nhé. Còn đi đào thai thì con sẽ được làm chính mình. Sao cái nết ông thầy này ưa phá đám chuyện người ta thế, làm Joe nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, suốt đời làm thế thân cho người khác của mình, rồi lựa chọn đi tới cánh cửa đi đào thai. Khi Joe đang do dự nên hay không mở cánh cửa thiêng liêng đó thì tiếng Minh gọi Joe thảm thiết nghe thấy thương. Thằng bé gọi khàn cả tiếng mà vẫn quyết định rời xa thế giới này à? Joe lại nghĩ đến những ký ức không vui khi mọi người ra sức ngăn cản tình cảm của hai đứa, nên quyết định mở cửa bước sang thế giới mới. Bất ngờ, Minh hiện hồn ôm Joe từ phía sau nói, anh Joe không còn yêu em nữa à? Câu nói có sức ảnh hưởng nặng nhất mọi thời đại khiến Joe nhớ lại những cảnh tình cảm sứt mướt, nóng bỏng tay cùng Minh. Chẳng những Minh từ bỏ tất cả tài sản để đến với Joe, mà Minh còn đòi thay thế Joe làm con tin cho bọn chủ nợ nữa chứ. Những cái đó đủ sức để giữ anh Joe lại rồi. Vậy là Joe tỉnh dậy, cho dù phải chọn bao nhiêu lần nữa thì Joe vẫn quyết định chọn làm boss cho Minh thôi. Minh tỉnh giấc thì đang nằm bên cạnh Joe, đúng lúc Joe cũng tỉnh lại, Minh nói với Joe từ giờ là không biến mất nữa nhé. Bây giờ đến lúc Minh chăm sóc, đút cháo tận miệng cho Joe. Đúng lúc đó thì đám anh Quýt và Son đến thăm Joe nên Minh xin phép ra ngoài mua cà phê, nhưng mà không quên lườm xéo mắt tình địch Son một cái, nể tình là bạn Joe chứ thể loại trà xanh như vậy là anh không tiếp nha. Minh đang uống cà phê thì Son ra nói chuyện. May là lần này hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau chứ không nhảy bổ vào túm tóc nhau như xưa rồi. Son kể lại chuyện ngày xưa với Joe, ngày xưa Son bỏ lỡ anh Joe thì bị Minh nẵng tay trên cướp mất. Khi Joe quay lại, còn tưởng Son có cơ hội lần nữa nhưng mà vẫn không đấu nổi cái mặt đẹp trai khoai to của Minh. Thôi thì chấp nhận sự thật, Son mong Minh bảo vệ Joe trước mọi người trong gia đình Minh. Không cần nhờ thì Minh vẫn luôn làm điều đó mà. Dù Son đến trước hay sau thì anh ấy vẫn chỉ là nam phụ thôi, Joe đã xác định là của Minh thôi. Tội nghiệp cho Son quá ha cả nhà. Phim này em thấy tội cho Son nhất, cứ theo đuổi Joe về làm chồng mình mãi mà rốt cuộc anh ấy lại thích làm vợ người ta. Thế mới đau. Khi mọi người về hết thì Minh vào tiếp tục đút cháo cho Joe ăn. Trời đánh tránh miếng ăn mà có vẻ bữa ăn này của Joe hơi vất vả. Mới ăn được miếng cháo thì hai bà mẹ không hẹn mà lại vào thăm cùng lúc. Hai bà xui ra đã hiểu nỗi lòng của nhau và đứng về tình yêu của hai đứa. Tối đến, hai đứa lên sân thượng cùng ngắm sao băng rồi cùng ước nguyện. Joe hỏi Minh ước Joe không biến mất nữa chứ gì. Nhưng Minh bảo không, Minh kể lúc Joe biến mất, Minh cầu nguyện mỗi ngày để Joe trở về chỉ để xin lỗi mọi chuyện Minh đã làm. Bây giờ có cơ hội rồi, nên Minh xin lỗi Joe vì mọi chuyện. Joe nói việc mình ở trong cơ thể này không phải chỉ do Minh không, mà còn do Joe lựa chọn nữa, nên Minh không cần phải tự trách bản thân nữa, Joe tha thứ cho Minh rồi. Đến lúc chuẩn bị xuất viện thì Joe được một người đàn ông lạ mặt đón, nói Minh nhờ đón. Khi xuống sảnh thì chiếc xe đen bóng đỗ xịch trước mặt mà không thấy Minh đâu. Ngửi thấy mùi mờ ám rồi, nên Joe nói, nếu không có Minh là Joe không đi đâu. Vậy là thư ký Jim nói Joe đi cùng mình có việc. Joe được đưa về gặp bố của Minh. Ông bố hỏi Mai, từng có ý định đưa tiền cho Joe nhưng Joe không chịu nhận, vậy là tiền của ông bố không mua được Joe à? Hay là Joe lấy được từ Minh nhiều hơn? Đúng là bọn nhà giàu chúng nó hay đem tiền bạc ra nói chuyện quá cả nhà nhỉ. Joe nói mình sẽ cố gắng trả hết tiền đã nợ Minh. Đúng là có tiền có quyền nên một tay che trời, ông bố đưa súng ra dọa có thể sẽ khiến Joe biến mất khỏi thế giới mà không ai biết. Thì Joe còn dám hẹn hò với Minh không? Nhưng Joe nói mình đách có sợ, nếu không có Minh thì Joe không biết sống vì điều gì. Ông bố nói không thích Joe chỉ vì tình yêu điên rồ của Joe khiến ông bố suýt mất đi con trai của mình. Trước kia, khi Joe cũ biến mất, Minh không chịu ăn cơm, không chịu về nhà, suốt ngày rượu chè bê tha, nhìn Minh như thân tàn ma dại nên ông bố không muốn con trai mình đau khổ như vậy nữa. Ông bố hy vọng Joe hứa với mình rằng không biến mất để Minh đau khổ như vậy nữa. Được ông bố chồng mở lời, Joe đồng ý và hứa bằng cả sinh mạng của mình sẽ không rời xa Minh nữa bước. Vậy là Joe được ngồi vào cùng bàn ăn với mọi người trong gia đình của Minh. Ông bố muốn trả lại tiền và doanh nghiệp cho Minh nhưng Minh nói chỉ lấy tiền, chứ lừa quản lý doanh nghiệp rồi, con có vợ rồi nên không có rảnh quản công ty bố ơi. Anh Minh ăn gì mà khôn hết phần thiên hạ vậy?
Mọi chuyện khó khăn thì đã được giải quyết bằng tiền, ông bố cũng đã giúp Tông trả hết nợ luôn. Ba cái vài trăm triệu đó thì chỉ là tiền lẻ so với ông bố vợ giàu có của Tông mà thôi. Ăn cơm xong là Tông đến nói chuyện với Duê. Tông cảm ơn Duê vì đã giúp đỡ mình, nhưng Duê tốt tính nói mình chỉ giúp đỡ vì cháu của mình thôi. Chưa về làm dâu mà đã nhận cháu ngọt rất vậy rồi, quá trời quá đất với cái bà Duê này rồi. Tông cũng biết hối lỗi mọi chuyện nên Minh cũng quyết định bỏ qua cho Tông. Vì Minh có Duê chăm sóc rồi nên anh Mai xin luôn thư ký gym của Minh luôn. Vậy là thêm một gia đình nữa có phước các bác ạ. Gia tài có hai thằng con trai mà nó mê chơi BD hết trơn hết trội, quá ư là tuyệt vời mà. Triệu like. Duê nói mình còn một chuyện cần giải quyết nữa. Duê cùng Minh đến gặp nhà sản xuất phim. Duê nói mình sẽ diễn bộ phim này nhưng với hai điều kiện, một là được chọn đạo diễn và hai là Duê sẽ tự đi thử vai như những diễn viên khác. Minh hỏi nếu đạo diễn không chọn Duê thì sao, thì Duê nhịn diễn thôi. Nhưng Duê nói mình yên tâm vì chắc chắn mình sẽ khiến đạo diễn chọn mình thôi. Cuối cùng là Duê cũng vượt qua vòng casting, trở thành diễn viên chính cho bộ phim mới. Duê có chuyện muốn thú nhận với anh Quýt là Duê và Minh đã hẹn hò với nhau rồi. Anh Quýt trêu chọc, sau này có chuyện gì đừng trốn qua nhà anh ngủ nữa nhé. Duê có tình yêu rồi nên Son quyết định sẽ về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, ở Thái chỉ càng đau lòng thôi nên Duê đến chào hỏi Son. An tâm, Duê có Minh lo rồi nên Son cứ yên tâm mà đi đi nhé. Chúc Son sớm tìm được một anh Hàn Quốc thật đẹp trai và khoai to hơn Duê để làm chồng, cho bớt đau lòng nhé. Minh đang nấu cơm chuẩn bị đợi Duê về thì nghe có tiếng người đến, còn tưởng tình yêu của đời mình về, thì ra là mẹ Minh đến bắt gian con trai ở chung với bồ nhé. Mẹ Minh chê ngôi nhà cũ quá rồi, tiền trong tài khoản để làm gì mà không chọn nơi khác mà sống. Nhưng Minh nói mình hạnh phúc khi được sống ở đây. Bên này, mẹ Duê nói đã có người hiến thận cho mình rồi, còn Duê thông báo chuyện mình và Minh đang hẹn hò nghiêm túc với nhau rồi. Đúng là cái nét hai người yêu nhau nó xến rện các bác ạ. Mới đến cửa là Duê đã hỏi tình yêu nay nấu gì mà thơm thế. Thì mẹ Minh mở cửa, nói nay nấu lẩu nồi đất nha, làm Duê hú hôn, tự nhiên bà già chồng lại mò sang tận đây. Nhà ba người mà nấu cái nồi lẩu bé tí thế thì no làm sao được. Mẹ Minh ngạc nhiên khi con trai mình biết nấu ăn, nhưng mà nó chỉ nấu cho bố ăn thôi, chứ không nấu được cho mẹ bữa nào. Đúng là nuôi con trai tốn cơm tốn gạo mà. Cả nhà ba người hạnh phúc ăn lẩu và uống rượu chém gió. Sắp đến giờ họp báo mà không thấy mặt Duê đâu làm anh Quýt lo sốt vó, hay nó định bùng kèo mình lần nữa. Nhưng may quá thấy Duê và Minh đến, Minh bảo do hôm qua Duê hồi hộp nên ngủ muộn, sáng gọi mãi không dậy. Nhưng em nghĩ hôm qua, hai anh chơi bời quá sức, Duê lên đỉnh 3-4 lần nên anh Duê mới không dậy nổi đấy. Hai anh lên đồ đẹp trai hết nước chấm, có bồ vào cái tự nhiên cụt tay hẳn, đến cái cúc áo cũng để bồ cài khuy cho luôn kìa. Đạo diễn đến hỏi vì sao Duê không nói Minh là nhà đầu tư, Duê nói muốn đạo diễn chọn mình vì năng lực. Đạo diễn nói Duê giống một người cũ mà anh ấy biết, cũng chờ ngày được tỏa sáng, khi sắp có cơ hội hợp tác thì lại chết mất tiêu, đó là điều mà ông đạo diễn tiếc nuối nhất. Biết ngay là nhắc đến mình trước kia mà, Duê cảm ơn đạo diễn vì đã chọn mình đóng vai chính. Duê cùng mọi người tham dự buổi họp báo. Xem phim mà Duê lại nghĩ đến những hình ảnh cũ, những lúc trước kia mình chỉ làm diễn viên đóng thế thôi. Cuối cùng cũng thành công được làm diễn viên chính rồi. Mà bộ phim cũng mấy tên là My Ten In luôn mới ghê. Vậy là phim trong phim à? Họp báo xong xuôi là lúc chúng ta về với chiếc giường thân yêu. Duê kêu đói bụng, vậy là Minh lại trổ tài nấu món mì cá hộp. Mất tiền thuê đầu bếp nổi tiếng về nấu ăn cho họp báo đãi khách mà lại phải ăn mì cá hộp. Kỳ vậy hai anh trai. Duê mới bắt đầu tham gia showbiz thôi mà Minh sợ Duê nổi tiếng là quên luôn Minh rồi. Nhưng Duê nói bây giờ là lúc mình hạnh phúc nhất. Minh hỏi Duê có gia hạn hợp đồng thuê Duê một năm nữa không. Nó hết hạn lâu rồi mà Duê bận quá nên Minh không nhắc tới. Giờ không còn hợp đồng trói buộc nhau nữa thì Duê có còn muốn bên cạnh Minh không? Duê đáp thế giới này rộng lớn vậy mà khi sống lại một lần nữa vẫn đập vào nhau nên Duê quyết định đánh cược với Minh lần nữa. Thắng thì sướng trên giường mà thua thì về mách mẹ. Minh ôm Duê nói, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu nhé. Đồng ý bắt đầu lại là phải là một hiệp cho sướng. Minh nói sẽ không bắt Duê nằm ở tư thế phía sau nữa. Giữa ngoài trời mà cả hai đè nhau lên bàn rồi sập sình outdoor tới sáng. Mà em sợ sập cái bàn thật sự các bác ạ. Nó rung lắc hết cả lên, động đất hả các bác. Không phải đâu, đấy là Minh và Duê đang bình bịch với nhau đấy. A hi hi. Phim chức nghiệp thế thân đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review nhiều phim đam mỹ khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.